Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm. Tập 54. Chương 531, thở dài. Bảo tiểu nhị của ngươi nhanh lên một chút, không chuẩn bị sớm quan tài trong cửa hàng sẵn đi, cứ phải để đại nhân nhà ta tới dục. Một chút lại có hàng mày nhọn hoắt hung tợn mắng. Hồi trước, những việc Triệu Tuyên giao, chuyện gì hắn đẩy được là đẩy, không đẩy được thì kéo dài, dù gì cũng đã biết thượng quan này rất là dễ ăn hiếp. Nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi. Lão Trương liên tục xin lỗi, thật sự là làm đồ bằng tay mà làm kỹ thì không thể nào nhanh được. Lập tức tới ngay mà. Từ sau khi Dương Quốc diệt vong, những kẻ không có mắt trong nha môn càng ngày càng ít. Dù gì quan cấp của Triệu Tuyên không thấp, bây giờ còn giải quyết xong vấn đề về tín nhiệm, chuyện thăng chức chỉ là sớm muộn, người sáng suốt ai cũng nhìn thấy rõ. Dày ông chủ cửa hàng quan tài xong, mày nhọn lấy lòng, đại nhân, hay là ngài về trước nghỉ ngơi, chuyện ở đây để tiểu nhân lo cho. Ngài yêu cầu thế nào, tiểu nhân đều biết, bảo đảm không xảy ra vấn đề. Triệu Tuyên đã quen chuyện gì cũng tự mình làm, lần này quay lại là vì trong lòng bất an, theo bản năng đang định đồng ý. Tới rồi. Lão Trương chợt kêu ầm lên, Triệu Tuyên dừng bước nhìn qua. Từ đầu đường bên kia, hai hậu sinh trẻ tuổi khiêng Thọ Tài, bước chân trầm ổn đi về phía bên này. Thọ Tài được phủ vải dày, khó nhìn thấy rõ, chỉ thấy được đường nét đại khái. Tới Tiểu Liên Kiều đã vô số lần, Triệu Tuyên vô cùng quen thuộc mọi thứ nơi này. Tay nghề người nào tốt, hàng nhà ai tệ, ai buôn bán đàng hoàng, nhà nào đã mở cửa bao lâu. Triệu Tuyên quét mắt một vòng, quét qua cửa hàng quan tài, nhìn qua cửa hàng người giấy bên cạnh, nam nhân trung niên trong cửa hàng vừa lúc ngẩng đầu nhìn ra. Hình như là chất tử hay cái gì đó của chủ tiệm cũ, Triệu Tuyên có chút ấn tượng. Nên thân thiện mà không mất dè đặt, nở ý cười với người kia. Người kia cũng cười đáp lại, cười khó coi ghê. Triệu Tuyên thầm nghĩ, bầu trời đột nhiên tối sầm. Không phải là trời tối, mà là bầu trời trên đầu Tiểu Liên Kiều tối đi. Triệu Tuyên là ngoại lâu cảnh, nhanh chóng nhìn ra vấn đề. Các trúc lại đi theo thi nhau ngã xuống, trong quá trình họ ngã xuống, ông ta nghe thấy tiếng gió. Gió kia như từ một khe hở chui ra, ù ù nghèn nghẹn. Ông ta cảm thấy lạnh, vô cùng lạnh, cơ thể bắt đầu run rẩy. Năm nội phủ ùng ùng chuyển động, đạo nguyên ào ạt dâng trào, ba thánh lầu tương ứng từ xa hô ứng, muốn nhanh chóng thoát khỏi cảm giác khác thường. Ông ta nhìn thấy, nam tử trung niên kia đứng dậy. Chỉ bước có một bước, đã tới chỗ ông ta. Không biết từ khi nào, trên mặt xuất hiện một cái mặt nạ. Một màu đen tuyền, trên trán vẽ một cánh cửa màu trắng, trong cửa có ba chữ đỏ như máu. Ba chữ lạnh ngắt tàn khốc, viết là Tống Đế Vương, địa ngục vô môn Tống Đế Vương. Triệu Tuyên định xoay người rời khỏi, đến lúc này mới giật mình nhận ra, cơ thể mình cứng ngắc, là ai quấy nhiễu cảm giác của ông ta. Trên bầu trời, trái phải trước sau, đều có sát ý lạnh thấu xương đến gần, sát chiêu bùng nổ. Bao nhiêu là cách thức giết chóc, cơ bản không thể nào đếm nổi, cùng xuất hiện. Năm người, Triệu Tuyên vừa nghĩ được nhiêu đó, ý thức đã rơi vào trong bóng tối vô hạn. Chết rồi phải không? Không biết tại sao, ông ta thở dài. Tháng 9 năm Nguyên Phượng 54 tề lịch, từng là phó thủ hành Dương Dương Quốc, người thay mặt thủ quận Dương Quân xử lý công việc. Tu sĩ ngoại lâu cảnh, hiện là lễ bộ đại phu nước Tề Triệu Tuyên, bị giết tại Tiểu Liên Kiều. Hắn chỉ để lại cho thế giới một tiếng thở dài thật dài. Xe ngựa vẫn đang trên đường về phủ, ba người đã cảm nhận được sự hỗn loạn của người đi đường. Khương Vọng vén rèm cửa sổ nhìn ra, thấy trên không trung không ngừng có bóng người bay qua. Lâm Truy là đô thành của nước Tề, thế nên chỉ có người của triều đình mới được phép phi hành. Trong số những người bay qua, có võ sĩ giáp đen, có bộ khoái mặc đồng phục màu đen. Có chuyện, đây là suy nghĩ đầu tiên trong đầu Khương Vọng. Lâm Truy rất ít khi có động tĩnh lớn như vậy, ít nhất là từ khi đến Lâm Truy, đây là lần đầu tiên hắn thấy. Hắn lập tức nghĩ tới địa ngục vô môn. Trọng Huyền Thắng từ cửa sổ bên kia của xe ngựa nhìn ra ngoài, lẩm bẩm, lính cấm vệ với Bắc Nha đều xuất động. Hắn chợt nghĩ tới cái gì đó. Bắc Nha Đô úy Trịnh Thế đích thân ra tay. Hắn liền thấy kích động, rụt đầu về, đi ra vén rèm cửa xe, ra lệnh, mau đi tra xem chuyện gì xảy ra. Phu xe không nói một lời, đặt dây cương xuống, chui vào trong đám người.
Trọng Huyền Thắng tự nắm lấy dây cương, giật mạnh, khởi động xe ngựa, hồi phủ. Thật ra hắn sốt ruột tới mức định bỏ luôn xe ngựa cơ. Nhưng càng vào những lúc như này, càng phải thận trọng. Phải xử sự bình thường, kinh ngạc nhưng phải giữ trạng thái cảnh giác ở mức tốt nhất. Thì ra mục tiêu của Địa Ngục Vô Môn là Lễ Bộ Đại Phu Triệu Tuyên. Theo sự khác biệt về cấp bậc, các lực lượng quan phủ của Thành Lâm Truy có tốc độ phản ứng khác nhau. Liên quan đến sức mạnh siêu phàm, dưới tình hình mục tiêu đã rõ ràng, Bắc Nha có thể chỉ trong một khắc là đưa lực lượng siêu phàm tương ứng đến bất cứ nơi nào trong Thành Lâm Truy, trừ Hoàng Cung. Triệu Tuyên là quan viên tứ phẩm, quan viên với cấp bậc này, có thực lực bực này gặp tập kích, tùy theo mức độ chiến đấu, sẽ điều động các lực lượng cấp bậc cao của Lâm Truy đến để xử lý. Chiến đấu ở Tiểu Liên Kiều mới vừa bùng nổ là đã bị cảm ứng được ngay. Nhận được cảnh báo, Bắc Nha Đô úy Trịnh Thế đích thân ra tay, chưa tới 20 hơi thở đã chạy tới Tiểu Liên Kiều. Nhưng ông ấy không ngờ, đường đường cường giả ngoại lâu cảnh mà Triệu Tuyên lại không chống đỡ nổi được 3 hơi thở. Bên cạnh thi thể Triệu Tuyên, chỉ để lại một con dấu của Địa Ngục Vô Môn là một cánh cửa màu trắng. Trịnh Thế nhanh chóng đưa ra phán đoán, ở hiện trường đã xuất hiện ít nhất 5 diêm la của Địa Ngục Vô Môn, cũng tức là có ít nhất 5 sát thủ ngoại lâu cảnh trở lên ở Lâm Truy. Ông ta lập tức hạ lệnh đóng 5 cửa thành. Lâm Truy có 108 cửa thành, y là Bắc Nha Đô úy, tối đa chỉ có quyền đóng 5 cửa thành. Trịnh Thế hiểu rất rõ, chỉ có đóng đại trận, phong tỏa thành, mời lực lượng cao cấp đến trấn áp, may ra mới bảo đảm giảm tổn thương do ít nhất 5 cường giả ngoại lâu cảnh kia tạo ra đến mức thấp nhất. Nhưng muốn đóng đại trận, quan khóa khắp thành thì phải được ít nhất một tướng quốc cho phép, Bắc Nha Đô úy không có quyền lực đến thế. Ông ta lập tức chạy tới chính sự đường xin lệnh, được tả tướng trực ngày hôm ấy dùng tốc độ nhanh nhất phê chuẩn, nhưng cũng đã mất thời gian 20 hơi thở quý báu. Chắc sát thủ Địa Ngục Vô Môn đã bỏ trốn mất rồi. Hành động ám sát lần này, Địa Ngục Vô Môn phái tới ít nhất 5 diêm la, chỉ trong vòng 3 hơi thở đã giết chết Triệu Tuyên, sau đó dùng chưa tới 10 hơi thở thoát khỏi Lâm Truy. Kế hoạch chu đáo, thời cơ tinh chuẩn, hành động mau lẹ, làm thiên hạ khiếp sợ. Nếu nói trước kia vây giết đại tướng trấn biên khúc quốc khiến Địa Ngục Vô Môn nổi danh đông vực, thì hành động lần này ở Tề Đô rõ ràng đã giúp Địa Ngục Vô Môn nổi tiếng thiên hạ. Đại Tề là quốc gia không phải một nước nhỏ như khúc quốc so bì được, đây là một trong những bá chủ của thiên hạ. Thế nên sự kiện lần này đã làm Đại Tề mất hết mặt mũi. Địa điểm xảy ra sự việc là Tiểu Liên Kiều, là con đường tăng sự nổi danh Thành Lâm Truy, có điều vị trí thì hơi khuất. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến phản ứng không đủ kịp thời. Nguyên nhân quan trọng nhất là, đã lâu lắm rồi, Lâm Truy không xảy ra sự cố. Mọi người gần như đã quên mất loại chuyện này. Tòa thành này đã xử lý không ít sát thủ là cường giả, nhưng khi xảy ra chuyện, đầu tiên ai cũng nghĩ tới Hoàng Cung. Cường giả cao cấp đều trấn thủ ở các nơi yếu địa, không tiện di chuyển, thường là chỉ dương đông kích tây. Đợi đến khi Bắc Nha với chính sự đường sắp xếp xong việc điều động, cường giả cấp thần lâm đang tiềm tu được mời xuất trận thì sát thủ đã chạy thoát mất rồi. Phải nói rằng Lâm Truy phản ứng đã là rất nhanh, Trịnh Thế đã nhảy qua rất nhiều khâu, xông thẳng tới chỗ tả tướng để làm việc. Nhưng chuyện liên quan đến điều động cường giả cấp bậc cấp thần lâm sẽ làm ảnh hưởng tới cả toàn thành. Lúc ấy Trọng Huyền Trừ Lương không đồng ý ra khỏi thành đối phó Tô Sa cũng có một phần là nguyên nhân này. Địa Ngục Vô Môn chuẩn bị kỹ lưỡng, một phát thành công, lập tức bỏ chạy đi ngay. Bắc Nha Đô úy Trịnh Thế cho rằng vụ án này là do dư nghiệt của Dương Đình trả thù, đã viết tấu chương thỉnh tội, nộp lên Tề Vương, xin từ chức Bắc Nha Đô úy. Tề Vương không cho phép, bảo ông ta lập kỳ công chuộc tội, bắt đám thích khách Địa Ngục Vô Môn và dư nghiệt Dương Đình đứng phía sau, giết hết. Đã sử dụng 4 chữ vô cùng hiếm khi dùng là bất chấp tất cả, thể hiện sự tin tưởng và trao quyền lực cực lớn cho Trịnh Thế. Đông vực khổng lồ, gió mưa đã tới. Chương 532, truy xét. Địa điểm xảy ra chuyện là ở Tiểu Liên Kiều, người chết là Lễ Bộ Đại Phu Triệu Tuyên. Dĩ nhiên điểm quan trọng nhất là hung thủ là người của Địa Ngục Vô Môn. Điều này có nghĩa thời cơ Trọng Huyền Thắng chờ đợi những ngày qua đã tới. Dĩ nhiên hắn chẳng cần làm cái gì cả, hắn chỉ cần chờ đợi. Vừa nghe đến cái tên Tiểu Liên Kiều, Khương Vọng lập tức nghĩ tới nam tử với vẻ ngoài chất phác ở cửa hàng người giấy. Hồi đi theo Hứa Tượng Càn giúp xử lý chuyện tăng sự của Hứa Phóng, hắn cũng đi theo tới Tiểu Liên Kiều, lúc đó hắn đã cảm thấy
Nam tử trong cửa hàng người giấy kia trông không giống kiểu người làm ăn buôn bán nhỏ, nhưng lúc đó không muốn gây thêm rắc rối nên không để ý tới. Bây giờ nghĩ lại, nếu lúc đó để ý tới, e chính là tìm chết. Đó là Diêm La của địa ngục vô môn, một cường giả ngoại lâu cảnh. Lúc đó Hứa Tượng Càn còn đòi người ta bán thiếu, đã liều càng thêm liều. Bây giờ nhớ lại, quả thực có chút sợ hãi. Cái chết của Triệu Tuyên, Khương Vọng không có ý kiến gì, loại người phản bội này vốn dĩ chẳng được mấy ai đồng tình. Chỉ là bây giờ ông ta đã là người của Tề Triều, chết ở Lâm Truy chính là vả mạnh vào mặt Tề Đình. Bắc Nha mới là bị ảnh hưởng nặng nề. Chờ chuyện này trôi qua, còn giữ được quyền lực hay không, rất là khó nói. Bắc Nha Đô úy Trịnh Thế lúc này nhất định là đang nổi điên. Ông ta đang thời kỳ tráng niên khỏe mạnh, thủ đoạn cao siêu, xử lý trị an của Lâm Truy vô cùng tốt. Bản thân cũng là ngoại lâu cảnh đỉnh phong, có hy vọng thần lâm, tiền đồ bất khả hạn lượng. Nếu tiến thêm một bước, dù có vào chính sự đường hay bay ra ngoài quân đội thì đều có tiền đồ cực tốt. Thế nhưng bây giờ lại có chuyện này xảy ra, vẫn còn giữ được vị trí hiện giờ đã là Tề Vương phá lệ khai ân, trong vòng 8 năm 10 năm, không thể có cơ hội tấn thăng được nữa. Dù tất cả mọi người đều biết, với chiến lực, khả năng hành động và khả năng tranh thủ thời cơ tinh chuẩn lần này địa ngục vô môn biểu hiện ra, nếu đổi thành bất kỳ ai ngồi ở vị trí Bắc Nha Đô úy, cũng rất khó mà đối phó được hữu hiệu. Việc này là do phạm vi quyền hạn của Bắc Nha quyết định, Bắc Nha phụ trách trị an của Lâm Truy, nhưng lại không có quyền điều động chiến lực cao cấp. Xử lý ở cấp độ ngoại lâu cảnh về cơ bản đã là cực hạn xử lý của Bắc Nha. Nhưng biết là biết, chuyện xảy ra, dù gì cũng phải có người gánh trách nhiệm. Nếu Trịnh Thế đã ở vị trí này, vậy thì không thể đổ trách nhiệm lên đầu người khác. Nghe nói Trịnh Thế đã canh giữ ở Tiểu Liên Kiều, tự mình hồi dựng lại toàn bộ quá trình ám sát, sau đó khuấy động khắp thành, bắt không ít người vào Bắc Nha, gần như bắt hết người ở Tiểu Liên Kiều, không nể mặt mũi một ai. Mà hiện giờ, cũng không có ai không có mắt mà đi chọc ông ta. Từ chiến lược địa ngục vô môn lần này xuất động cho thấy, e là dẫn quan chưa chắc đã cần Khương Vọng giúp đưa người vào Lâm Truy. Lúc ấy đặt yêu cầu như vậy với Khương Vọng, có lẽ là còn có ý đồ khác, nhưng những chuyện này đều là nói sau. Tống Đế Vương ẩn thân trong cửa hàng người giấy, ông chủ cũ của cửa hàng nghe nói trở về quê dưỡng bệnh kia, cơ bản là không ai tìm ra, hoàn toàn bốc hơi khỏi nhân gian. Binh sĩ chịu trách nhiệm tuần phố Tiểu Liên Kiều vốn mở một con mắt nhắm một con mắt với chuyện này đột nhiên bệnh chết ở trong nhà. Rất nhanh được tra ra là bị phó ty tuần phố sau lưng hắn vì che giấu chân tướng nên giết người diệt khẩu. Vị phó ty tuần đường này lại được một trưởng quỹ tửu lầu nhỏ đút lót. Tóm lại là lôi ra được cả một đường dây. Năng lực của Trịnh Thế rất vững, chỉ trong thời gian cực ngắn đã tra ra toàn bộ quá trình thành viên địa ngục vô môn chui vào Lâm Truy. Trong đó đương nhiên cũng có cả Tần Nghiễm Vương và Ngũ Quan Vương là hai người vào thành cuối cùng. Người làm việc này là một đông gia hàng vải, có chút quan hệ với vệ binh canh cửa thành. Quan trọng nhất là ở chỗ, người này là người của Trọng Huyền Tuân. Đương nhiên, trước khi Bắc Nha điều tra tới chỗ hắn ta đã mất tích trước rồi. Một ngày sau, trong kênh nước thải của khu kế cận, phát hiện một thi thể, nhìn dáng vẻ thì có vẻ là say rượu, bị ngã xuống kênh nước, chết chìm. Nhưng ai cũng biết, người này là bị diệt khẩu. Trọng Huyền Thắng còn làm việc sạch sẽ hơn vị phó ty tuần đường kia rất nhiều, từ đầu tới cuối, không hề bị dính vào người. Trọng Huyền Thắng rất là quan tâm, cắt đứt tất cả các đầu mối, không để Bắc Nha truy ra tới chỗ Trọng Huyền Tuân. Đúng là Bắc Nha không tìm ra được đầu mối tương quan, nhưng người kia đúng là người của Trọng Huyền Tuân, nên đương nhiên Trọng Huyền Tuân cũng làm Bắc Nha chú ý. Càng không tra được cái gì, thì càng có hiểm nghi. Không một ai nghi ngờ Trọng Huyền Tuân đang ở Tắc Hạ học cung có dị tâm với nước Tề, nhưng y quản người không nghiêm là sự thật. Thuộc hạ của y giúp đỡ dư nghiệt của Dương Đình, giúp đỡ tổ chức ám sát là có chứng cứ xác thật. Từ Bác Vọng Hầu phủ đi ra, Trọng Huyền Thắng ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, rất là sáng sủa. Thế nào? Khương Vọng nghênh đón, hỏi. Hôm nay là ngày nòng cốt của Trọng Huyền gia tổ chức họp nội bộ, Trọng Huyền Trừ Lương, Trọng Huyền Minh Quang đều có mặt. Thậm chí ngay cả cái vị tứ thúc Trọng Huyền Minh Hà đang ở ngoài hải đảo, xa cũng phái đại diện tới. Họ bàn luận chuyện gì, không cần nói cũng biết. Loại hội nghị này Khương Vọng với thập tứ đương nhiên không được dự, chỉ có thể ngồi chờ kết quả. Nhưng cả đám đều chờ ở ngoài Bác Vọng Hầu Phủ, thể hiện sự ủng hộ với Trọng Huyền Thắng. Trọng Huyền Thắng nhìn hắn,
rồi nhìn thập tứ, bật cười, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Trọng Huyền Tuân vẫn còn ở Tắc Hạ học cung, nhưng việc làm ăn dưới tay đã bị tước hết. Mặc dù có Vương Di Ngô ra mặt quản lý thay, nhưng những việc làm ăn này vốn là thuộc về Trọng Huyền gia. Cho dù là Vương Di Ngô, cũng không ngăn được Trọng Huyền gia thu lại quyền lực. Trừ phi Trọng Huyền Tuân tự mình ra mặt, sử dụng sức ảnh hưởng của mình trong gia tộc để lấy lại cục diện. Nhưng chuyện này là không thể xảy ra, vì y đang ở Tắc Hạ học cung, không ra ngoài được, cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Mãi đến lúc này, Trọng Huyền Thắng mới có thể tuyên bố, mục đích khiến hắn tiêu tốn bao nhiêu lợi ích, đẩy Trọng Huyền Tuân vào Tắc Hạ học cung, cuối cùng đã đạt được. Đám tộc lão đó chả phải luôn ủng hộ Trọng Huyền Tuân hay sao? Sao lần này dễ dàng buông tay vậy? Về Hà Sơn biệt phủ, Khương Vọng truy hỏi. Trọng Huyền Thắng cười nhạt, lợi ích của gia tộc cao hơn tất cả. Hồi đó bọn họ, ngay cả ông ấy cũng còn bỏ, bây giờ bỏ một Trọng Huyền Tuân thì có sao đâu. Ông ấy trong lời hắn, đương nhiên là chỉ phụ thân của Trọng Huyền Thắng, Trọng Huyền Phù Đồ. Tính chất khác mà, Khương Vọng lắc đầu, cục diện của Trọng Huyền Tuân không nguy hiểm như vậy. Cho nên sự buông tay của gia tộc đối với y cũng không quyết tuyệt như khi ấy. Bây giờ chẳng qua chỉ là thu hồi những việc làm ăn của y, chứ không hủy bỏ quyền thừa kế của y. Y vẫn là người có lực cạnh tranh trước tộc trưởng mạnh nhất. Sau ngươi, Khương Vọng bổ sung. Trọng Huyền Thắng cười đắc ý, đúng, sau ta. Mãi đến lúc này, đây mới là lần đầu tiên hắn chiếm được thượng phong trong cuộc cạnh tranh với Trọng Huyền Tuân. Thiên phú tu hành, hắn không bằng Trọng Huyền Tuân, nhưng về mặt kinh doanh, hắn đã thật sự ném Trọng Huyền Tuân ra sau lưng. Ai có khả năng dẫn Trọng Huyền ra đi tới tương lai tươi sáng? Từ ngày hôm nay, Trọng Huyền Thắng sẽ lại có thêm càng nhiều ủng hộ. Việc làm ăn của y phân phối như thế nào? Khương Vọng lại hỏi. Bá phụ Minh Quang nắm một phần. Dù gì đấy cũng là sự nghiệp của nhi tử ông tấy, hơn nữa giao cho ông ấy, ta rất yên tâm. Phần còn lại, các tộc lão giữ một phần, ta giữ một phần. Tứ thúc không giúp Trọng Huyền Tuân, nhưng cũng không chia chác chuyện làm ăn của y. Giữ trung lập, Khương Vọng lẩm bẩm. Trọng Huyền Thắng nói, vốn ta có thể lấy được phần nhiều hơn, giữ nhiều nhất, vì ta với Trử Lương thúc phụ là chủ đạo cuộc chiến Tề Dương. Chúng ta là hai người của Trọng Huyền gia không có sự liên can với Dư Nghiệt Dương Đình nhất. Nếu muốn hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của chuyện này, để trên dưới nước Tề yên tâm, phải để chúng ta là người tiếp nhận. Khương Vọng hoàn toàn hiểu vì sao hắn lại chịu nhả tay, không chiếm đa phần như vậy. Đám tộc lão kia giữ mối làm ăn của Trọng Huyền Tuân, kiểu gì cũng sẽ phải kiêng kỵ oán khí của y, sau này làm sao còn toàn tâm toàn ý ủng hộ y. Trọng Huyền Thắng cười to, vui chưa bao giờ có. Các bạn đang nghe truyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 533, Luận Cục. Trấn Quốc Phủ Đại Nguyên Soái, Văn Liên Mục không chơi cờ nữa, hắn ngồi xếp bằng trước bàn cờ, nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn không muốn thừa nhận bàn cờ của hắn đã quyết định kết quả, nhưng hắn lại không thể không đối mặt. Thu mắt về, Vương Di Ngô ngồi đối diện vẫn còn đang nhắm mắt tu hành. Bên dưới sự bình tĩnh kia là binh sát và huyết khí ngầm mãnh liệt, làm hắn từng không chỉ một lần phải than thở. Nếu chỉ nói về thiên phú tu hành, Vương Di Ngô đúng là người đáng sợ nhất hắn từng gặp. Người này còn có khả năng kiềm chế và cố gắng đến biến thái, không bao giờ thỏa mãn về thực lực của bản thân. Có lúc Văn Liên Mục không thể không bội phục. Hắn hiểu rất rõ Vương Di Ngô coi trọng sự nhờ và coi sóc giúp chuyện làm ăn của Trọng Huyền Tuân tới cỡ nào. Không nói cái khác, chỉ mỗi chuyện túm được hắn ra khỏi quân đội đã không biết tiêu tốn bao nhiêu nhân tình. Nhưng đối mặt cục diện đột nhiên trở nên ác liệt, khi ngay cả hắn cũng tâm phiền ý loạn, vậy mà Vương Di Ngô vẫn trầm ổn hoàn thành bài tu hành mỗi ngày. Cúi đầu nhìn quân cờ trắng sắp bị tàn sát tơi bời trên bàn cờ, hắn bỗng rất muốn hất văng bàn cờ này, nhưng với sự thông minh của hắn, dĩ nhiên biết làm vậy chẳng có ý nghĩa gì. Ván cờ này đánh thế nào mà lại ra kết cục như bây giờ? Lúc ấy hắn đã dùng tin tức giả dẫn dụ Khương Vọng đi, định loại trừ một cánh tay của Trọng Huyền Thắng, phát động tấn công mạnh mẽ, toàn diện. Khương Vọng không chỉ là người Trọng Huyền Thắng tin cậy nhất, mà còn là người có thực lực cường đại và danh tiếng nhất định, đủ sức giúp Trọng Huyền Thắng xử lý rất nhiều việc mà Trọng Huyền Thắng không quán xuyến hết. Y rời đi, Trọng Huyền Thắng không còn ai có khả năng một mình phụ trách một phương lại còn tuyệt đối tin cậy được.
Thân phận của thập tứ đã quyết định hắn không thể chủ trì đại cục, hơn nữa bản thân cũng không giỏi những chuyện này. Trọng Huyền Trừ Lương là đường thúc của cả Trọng Huyền Thắng lẫn Trọng Huyền Tuân, nên cũng không tiện trực tiếp nhúng tay. Đoạn thời gian Khương Vọng mới vừa đi, Trọng Huyền Thắng quả thực đối phó khá là vất vả, xoay sở khó khăn. Đúng lúc thế cục trở nên vô cùng tươi sáng, Tụ Bảo Thương Hội lại bất ngờ sụp đổ. Chỉ trong một đêm, mấy trăm cửa hàng đóng cửa, vô số sản nghiệp bị chia nhỏ, trao bán. Tụ Bảo Thương Hội sụp đổ là việc đã nằm trong dự liệu của hắn, hơn nữa còn góp tay, âm thầm thúc đẩy. Là đồng minh, hắn có thể thuận lý thành chương trong quá trình Tụ Bảo Thương Hội sụp đổ, ăn được phần mập nhất. Hắn được mời tới để chủ trì các chuyện làm ăn Trọng Huyền Tuân để lại. Hắn không thỏa mãn chỉ đánh bại Trọng Huyền Thắng, hắn còn muốn phát triển nó lớn mạnh để thể hiện năng lực của Văn Liên Mục hắn. Nên lần này ở Lâm Truy đã vơ vét tài sản dồi dào. Nhưng Tụ Bảo Thương Hội sụp đổ quá đột ngột, quá sớm so với dự đoán của các phe. Lúc núi lở, phản ứng dây chuyền là không thể tránh khỏi. Tụ Bảo Thương Hội tan rã quá nhanh. Là đồng minh trên danh nghĩa, các thế lực thuộc Trọng Huyền Tuân do Vương Di Ngô đang thay mặt tiếp quản cũng bị ảnh hưởng, trận cước đại loạn. Văn Liên Mục đã sử dụng thủ đoạn cực cao siêu ổn định thế cục, nhưng hắn hoàn toàn không ngờ Tô Viễn lại đi làm một quyết định ngu xuẩn như vậy. Ngay lúc thế cục thương hội gian nan, lại bỏ mặc, không chống cự người ngoài, mà quay đầu thọt cho hắn và Vương Di Ngô một đao. Cắt đứt rất nhiều hợp tác với Trọng Huyền Tuân, hủy ước khiến cả hai bên lưỡng bại câu thương. Hành động cực kỳ theo cảm tính, là một người thông minh, hẳn là phải có cái nhìn đại cục. Lẽ ra phải nghĩ đủ mọi cách để liên kết đồng minh, dãy dụa cầu sống, sao lại chỉ vì bọn họ ăn theo cắn hai miếng, liền lập tức trở mặt với nhau. Mà dù có nổi điên, thì cũng phải phân biệt được cái nào là chính, cái nào là phụ, cắn chết Trọng Huyền Thắng trước mới đúng. Văn Liên Mục thạo đùa bỡn lòng người, cũng từng có ý muốn ép Tô Viễn đi theo hướng đó. Nhưng Tô Viễn chắc là đã bị ép điên, không còn tỉnh táo, tiếp tục đưa ra lựa chọn ngu xuẩn, làm hắn lại phải khiếp sợ. Sau khi thọc cho đồng minh một đao, khiến hắn với Vương Di Ngô tay chân luống cuống, người này lại từ bỏ mọi dãy dụ cứu Tụ Bảo Thương Hội. Một mình chạy đến ngoài thành Lâm Truy mai phục Khương Vọng, muốn ám sát y, làm ra một hành vi vô cùng lỗ mãng. Mặc dù như vậy, Văn Liên Mục vẫn hết sức phối hợp, lập tức bảo Vương Di Ngô phát động hậu thủ Trọng Huyền Tuân lưu lại. Sử dụng sức ảnh hưởng của Trọng Huyền Tuân ở Trọng Huyền gia, ngăn cản Trọng Huyền Thắng mời chiến lực cấp thần lâm. Ép Trọng Huyền Thắng bị sự điên cuồng của Tô Viễn làm cho mất máu. Hoặc là chỉ chết một mình Khương Vọng, hoặc là phải chết nhiều hơn. Không ngờ trong tình hình như thế, Khương Vọng lại vẫn sống sót, hơn nữa còn giết ngược Tô Viễn, đúng là đi ra ngoài dự liệu. Chẳng lẽ thực lực của Tô Viễn không hề mạnh như hắn tưởng? Thôi thế cũng không sao, dù sao cũng không phải làm lại một vòng công phòng nữa. Văn Liên Mục chưa bao giờ e ngại thế cục đối đầu. Nhưng Địa Ngục Vô Môn lại đột ngột ra tay ám sát ở trong thành Lâm Truy, người của Trọng Huyền Tuân lại tự nhiên dính dáng tới dư nghiệt của Dương Đình tới báo thù, đã hoàn toàn đánh hắn trở tay không kịp. Cái gì gọi là nhà dột gặp mưa suốt đêm? Chuyện này lại vừa lúc do Bắc Nha phụ trách. Đã có chuyện của nhi tử Trịnh Thương Minh trước đó, Bắc Nha đô úy Trịnh Thế cơ bản không thèm nể mặt nguyên soái. Không tự mình gài tăng vật cho bọn họ đã là rất tốt rồi, làm gì có chuyện đi giúp rửa tội cho bọn họ. Người ta bây giờ còn có hoàng mệnh trong người, rất có dáng điệu làm tới nơi tới bến. Mà càng khổ sở là, chuyện làm ăn của Trọng Huyền Tuân, mặc dù hắn tự mình giao cho Vương Di Ngô phụ trách, nhưng Vương Di Ngô lại không điều động được lực lượng của Trấn Quốc Phủ Đại Nguyên Soái để hỗ trợ. Tương tự, Văn Liên Mục cũng không có lý do để điều động lực lượng trong quân. Về mặt quan diện, thế lực của Trọng Huyền Tuân vẫn chỉ dựa được vào quan hệ mà Trọng Huyền Tuân lưu lại. Nói cho cùng, Trọng Huyền Tuân bị kẹt ở Tắc Hạ Học Cung, liền giống như bọn họ tự trói một cánh tay, chỉ dùng một tay đấu với Trọng Huyền Thắng. Bằng không làm sao một chiêu này của Trọng Huyền Thắng lại thành công đến thế. Bởi vì vốn dĩ từ đầu đã bị thua thiệt, nên sau khi Văn Liên Mục được Vương Di Ngô mời ra giúp, việc đầu tiên hắn làm là dọn dẹp tới cùng. Chính là dùng thế công như cuồng phong bạo vũ, đánh cho Trọng Huyền Thắng không ngóc đầu lên được, dùng tấn công để bảo vệ điểm yếu của bản thân. Nhưng Trọng Huyền Thắng lại chống đỡ được, hơn nữa, sau vài lần, còn nhìn thấu bẫy dập của hắn. Ép hắn phải dùng dương mưu điều Khương Vọng đi, sau đó dùng thực lực của mình, lấy cứng đối cứng. Đây là lựa chọn mà sau khi cẩn thận cân nhắc, hắn cho rằng có cơ hội thắng lớn nhất.
nhưng mà vẫn không thể thành công, kéo đến ngày hôm nay đã có thể tuyên cáo thất bại. Bởi vì liên quan tới Dư Nghiệt Dương Đình nên Trọng Huyền gia cũng bỏ, không bảo vệ thủ hạ của Trọng Huyền Tuân, thu hồi việc làm ăn của gia tộc về. Chỉ còn một vài cá nhân làm ăn riêng với Trọng Huyền Tuân là vẫn còn đang kéo dài hơi tàn. Trước thế công kịch liệt có thể đoán trước được từ Trọng Huyền thắng, Văn Liên Mục quả thực không có lòng tin mình trèo chống nổi. Đánh cờ thì phải có thắng bại, Văn Liên Mục tự an ủi mình. Nghĩ cái gì? Vương Duy Ngô chẳng biết đã kết thúc tu hành lúc nào, còn có thể nghĩ cái gì? Văn Liên Mục cười khổ, đang nghĩ tại sao người của Trọng Huyền Tuân lại có liên hệ với Dư Nghiệt của Dương Đình. Chẳng lẽ là vì lúc ấy muốn kéo chân sau Trọng Huyền trừ lương phạt Dương? Sao lại mất trí như vậy, lại hành động vào lúc này? Đang nghĩ không phải Trọng Huyền Tuân đã giành hết vầng sáng của người cùng thế hệ trong gia tộc hay sao? Sao Trọng Huyền gia lại dễ dàng bỏ mặc như thế? Nghĩ rất nhiều chuyện mà đều nghĩ không ra. Vương Di Ngô trầm mặc một hồi, A Tuân chẳng có quan hệ gì với Dư Nghiệt Dương Đình hết. Trước cuộc chiến Tề Dương, y không hề cho rằng tên mập đó lại có thể thật sự trở thành sự uy hiếp của mình. Chuyện buông tay thì phải là bản thân y mới được. Trọng Huyền gia chỉ cần không phải ngu thì sẽ đều không buông bỏ y. Đơn giản là đám lão gia hỏa kia mượn cơ hội này để làm cái mà họ tự cho là đúng thôi. Nếu ngươi đã chắc chắn Trọng Huyền Tuân không có liên quan, vậy thì từ kết quả này có thể suy đoán chuyện này nhất định là do Trọng Huyền thắng mưu hại. Nhưng hắn làm quá hoàn mỹ, trong thời gian ngắn ta không tìm được đầu mối, hơn nữa Bắc Nha lại không có khả năng chịu phối hợp với chúng ta. Chuyện tới thế này, chỉ còn cách bảo Trọng Huyền Tuân ra, nghĩ biện pháp tự chứng minh trong sạch. Nói đến đây, Văn Liên Mục dầu dĩ lắc đầu, xem ta nói nhảm gì này. Đúng là bị thua khiến đầu óc mê muội. Để đẩy Trọng Huyền Tuân vào Tắc Hạ học cung, Trọng Huyền thắng gần như đã đánh cược toàn bộ thu hoạch có được từ trận chiến Tề Dương. Nếu Trọng Huyền Tuân có thể tùy tiện đi ra, còn cần hắn ngồi đây nghĩ cách làm gì nữa. Trên mặt Vương Di Ngô không hề nhìn thấy cái gọi là cảm xúc bị thất bại. Hắn hỏi, chẳng lẽ hoàn toàn không có tin tức tốt nào sao? Chỉ có xấu hơn thôi. Văn Liên Mục mệt mỏi, không chỉ Trọng Huyền thắng công kích chuyện làm ăn, Đại Trạch Điền Thị không biết bị nổi điên gì, cũng thò chân vào cắm một chân. Lợi ích đồng ý cho Điền Hoán Trương vẫn chưa đưa lão à? Hay là lão lòng tham không đủ? Đều không phải. Văn Liên Mục lắc đầu, có chút khổ sở, ngươi tưởng là chỗ tốt nào ta cũng chiếm được, chuyện gì ta cũng làm tuyệt sao? Chọc giận Trịnh Thế, đắc tội Bảo Trọng Thanh, đều là lựa chọn sau khi cân nhắc. Mặc dù thất bại, nhưng cũng vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được. Ta ra tay với tụ bảo thương hội là vì để có ưu thế, có nhiều tiền vốn hơn, có nhiều tài nguyên hơn, áp chế Trọng Huyền thắng. Nhưng Tô Viễn đột nhiên nổi điên, quả thực đã đánh cho ta một phát trở tay không kịp, ở thời điểm này, làm sao ta còn dám dùng Điền Hoán Trương. Hắn thở dài, là Điền An Bình, chả biết tại sao hắn nổi điên, chẳng lẽ chỉ vì chúng ta liên lạc Điền Hoán Trương. Đối với Điền An Bình nổi tiếng là tên điên, Vương Di Ngô cũng không biết phải nói gì cho phải. Tóm lại, đến bước này rồi, Văn Liên Mục nói, ta còn biết nói gì đây. Vương Di Ngô xòe tay, A Tuân tin tưởng ta, vậy mà ta lại làm mọi chuyện thành ra thế này. Y chọc chọc vào ngực mình, nơi này không dễ chịu lắm. Xin lỗi. Văn Liên Mục nói, ta đã đưa ra rất nhiều quyết định sai. Thật ra đều chỉ vì quá nóng lòng tấn công, nên sau khi thế công bị hóa giải, tự nhiên làm trong lòng rối loạn. Nhưng Văn Liên Mục sẽ không bao giờ lấy lý do này để an ủi bản thân. Vương Di Ngô khoát tay, ngăn cản hắn tiếp tục tự trách, là ta mời ngươi hỗ trợ, trách nhiệm này ta phải gánh. Như vậy, y lại hỏi, thật không có cách nào sao? Có lẽ, Văn Liên Mục nói, ngươi có thể thỉnh giáo Trần Quân Sư, hoặc là tìm Quân Thần lão nhân ra cũng được. Trần Quân Sư hắn nói, chính là đại đệ tử của Khương Mộng Hùng, Trần Trạch Thanh. Khương Mộng Hùng là đại tề quân thần, mọi người đều bảo Trần Trạch Thanh kế thừa mưu lược, Vương Di Ngô kế thừa võ lực. Vương Di Ngô lắc đầu, chuyện liên quan đến A Tuân, sư phụ sẽ không giúp. Trần Sư Huynh, hắn là nhân tài mưu quốc, trí tuệ của hắn không phải để dùng vào những chuyện như này. Dù đang rất giàu dĩ, Văn Liên Mục vẫn không nhịn được liếc cho một cái khinh bỉ, ngươi đúng là đồ không biết nói chuyện. Thì ra trí tuệ của ta chỉ phù hợp để dùng cho những chuyện như này, à? Nhưng hắn không có tâm tình đi so đo, cầm một quân cờ lên, ném vào bàn cờ. Vương Di Ngô nhìn là hiểu, ván cờ này đã đến lúc kết thúc,
Chương 534, thời đại của ai? Ngày đó, cũng trong một thư phòng, cũng ở hai bên một bàn cờ. Tháp mềm đặt tựa vào cửa sổ, các cánh cửa sổ mở toang, cơn gió mang theo mùi gió, mùi đất, mùi hoa thổi vào. Chỉ là lúc ấy hắn thì ngồi thẳng, còn người kia thì lấy tay chống đầu, lười biếng khẽ ngả ra sau. Vậy thì thôi đi. Vương Duy Ngô nhớ mình đã nói như vậy. À, người kia hơi ngước mắt lên, như cười như không. Người ấy luôn là như vậy, cứ như không có người nào, chuyện gì có thể làm y thật sự để ý. Ta nói là, vậy thì thôi đi. Người đó chống chân, ấn tay phải xuống đệm, ngồi dậy. Tư thế ngồi vẫn chẳng chút đàng hoàng, một chân chống vào bàn, chân còn lại gác lên, tay trái gác trên đầu gối. Hơi ngoẹo đầu, cứ thế nhìn qua, không nói gì, thế nhưng đôi mắt đen nhánh sáng rực rõ ràng đang hỏi, ngươi đang nói lời ngu xuẩn gì đấy? Hai chúng ta đi tới hôm nay, trên lưng không chỉ cõng bản thân mình. Ngươi không thể bỏ Trọng Huyền ra, ta cũng không thể rời Thiên Phúc Quân. Người kia cười, khi y cười, giống như một bông hoa lê nở, thực sự đẹp đến mức làm người ta khó quên. Lúc ta 7 tuổi, họ đã nói với ta, từng ngọn cây cọng cỏ của Trọng Huyền gia sau này đều là của ta. Cho tới bây giờ ta chưa từng nghi ngờ điều này, ta cũng đã khiến tất cả những kẻ có lòng nghi ngờ, không thể nghi ngờ được nữa. Cho nên dĩ nhiên ta không thể bỏ Trọng Huyền gia. Y nói, cơ mà, sao ta phải từ bỏ Trọng Huyền gia? Sao ngươi phải rời khỏi Thiên Phúc Quân? Chúng ta không có lựa chọn. Không phải sao? Ngươi phải nhớ. Y giơ ngón tay, cách không chọc chọc hai cái, đó là lựa chọn người ta đưa cho ngươi. Không phải lựa chọn của ngươi. Trọng Huyền Tuân, sức mạnh của lịch sử mạnh hơn ngươi tưởng tượng. Ta có lòng tin chiến thắng bất kỳ đối thủ nào, nhưng ta không biết làm sao vung quyền với lịch sử. Hơn nữa, đó là sư phụ ta. Phải phải, ông ấy là đại tề quân thần, chưa bao giờ thua. Ta cũng rất là tôn kính. Ta cũng rất tôn kính ông nội ta. Nhưng ông ấy là ông ấy, ngươi là ngươi, bọn họ là bọn họ, chúng ta là chúng ta. Đây là thời đại của bọn họ à? Cũng có thể là vậy, nhưng thời đại của chúng ta cũng đã bắt đầu rồi. Ngươi nói vậy không sai, nhưng mà, không có nhưng mà. Người đó ngắt lời, Trọng Huyền gia ta cũng muốn. Y ngồi thẳng dậy, nhìn qua, mà thứ gì ta đã muốn thì ta đều sẽ đoạt được. Văn Liên Mục trở về quân bộ, chuyện ở đây hắn đã không còn giúp được gì, ở nữa cũng vô ích. Vương Duy Ngô ngồi một mình trước bàn cờ, bằng hữu của hắn không nhiều. Cường Ngạnh lôi kéo bằng hữu tới Lâm Truy giúp đỡ, vốn đã thấy chút áy náy, nhưng lúc Văn Liên Mục đi, hắn lại chẳng nói gì. Hắn không phải người biết nói lời dễ nghe. Trên bàn cờ trước mặt, khu vực bên trái có một vùng hỗn loạn, Văn Liên Mục nhận thua ném cờ chúng ngay vào đó, khiến chỗ ấy loạn xạ ngổn ngang. Nhưng những chỗ còn lại vẫn còn rất rõ ràng. Vương Di Ngô nhìn vào một điểm ở bên phải. Ở chỗ ấy, quân đen đã lấp kín lối thoát cuối cùng, tàn sát giết chóc, tuy nhiên vẫn còn một quân trắng vẫn chưa bị tàn sát đánh bay. Yên lặng hồi lâu, Vương Di Ngô đưa ngón tay khớp xương rõ ràng ra, cẩn thận nhấc nó lên. Hà Sơn biệt phủ, Khương Vọng ngồi xếp bằng trên giường, kiểm tra lại tu hành. Hắn khác với những thiên kiêu có gia thế hiển hách, bối cảnh thâm hậu kia, như Lôi Chiêm Càn có Cửu Thiên Lôi diễn quyết, Khương Vô Tà luyện Chí Tôn Tử Vi Trung Thiên Điển, đều là những công pháp bao la vạn trượng, đường to đi thẳng. Còn hắn, vào đạo viện chưa được bao lâu, cả Phong Lâm Thành đã bị toàn diệt, đương nhiên là chưa được truyền. Vô duyên với đạo điển tu hành cơ bản của Ngọc Kinh Sơn nhất mạch là Tử Hư Cao Diệu Thái Thượng Kinh. Nếu muốn tu luyện Tử Hư Cao Diệu Thái Thượng Kinh, đầu tiên phải thi vào quận đạo viện, tiếp theo vào quốc lộ viện, từ quốc lộ viện thể hiện tài năng. Được cử đến Ngọc Kinh Sơn bồi dưỡng, ở Ngọc Kinh Sơn giành được cạnh tranh, mới được tu luyện Tử Hư Cao Diệu Thái Thượng Kinh. Khương Vọng ở đạo viện, chỉ mới được học một bộ công pháp thổ nạp cơ sở, một ít đạo thuật vận dụng. Nhưng không thể không nói, đạo viện của Phong Lâm Thành đoạn thời gian đó đã xây dựng cơ sở kiên cố cho tu hành đạo thuật của hắn. Sở học của hắn rất tạp, nào là Tử Khí Đông Lai Kiếm Điển, Tứ Linh Luyện Thể Quyết. Đa phần đều là từ thái hư ảo cảnh mà có cái gì học cái đó. Trọng Huyền Thắng có giao tình sâu với hắn, nhưng không có khả năng truyền công pháp cơ bản của Trọng Huyền ra cho hắn. Công pháp cơ bản của các thế lực lớn thường được lập thành hệ thống. Không giống với Tứ Linh Luyện Thể Quyết của Khương Vọng, chỉ dạy được một tí.
làm sao xây dựng những điểm nhỏ thành cơ sở nền móng, làm sao lập thành tiểu chu thiên, đại chu thiên, làm sao để mở cửa thiên địa. Đều là nhất mạch truyền thừa. Chiến đấu như thế nào, đạo thuật, chiến pháp phù hợp nhất là gì? Người tu hành sẽ đều được dạy từng món một, đương nhiên không thể nào kém được. Nhưng những công pháp cơ bản này, đối với Khương Vọng hiện giờ, thực ra không có ý nghĩa nhiều. Hắn đã lấy được một ít, nhưng cũng chỉ để làm tham khảo, nhìn một chút. Lảo đảo đi đến bây giờ, hắn đã từ từ có được con đường của riêng mình. Nói thật, bây giờ dù có được luyện công pháp đến ngoại lâu cảnh, hắn cũng không thế để ý nữa. Con đường tu hành đến nay của hắn, mặc dù không có danh sư ân cần chỉ bảo, cũng không có công pháp tuyệt đỉnh được học từng bước, nhưng mỗi một cảnh giới, mỗi một bước tiến đều bước vững vàng. Hắn từng cầu Trọng Huyền Trừ Lương chỉ điểm, còn thường thảo luận với Trọng Huyền Thắng về tu hành, với Hướng Tiền, Trúc Bích Quỳnh, thậm chí sau này còn với cả Hứa Tượng Càn, Lý Long Xuyên. Trọng Huyền Trừ Lương đương nhiên khỏi nói, chỉ vài ba câu rời rạc đã giúp hắn ích lợi không nhỏ. Những người bạn cùng lứa tuổi hắn giao du, không có truyền thừa cao cấp thì cũng có xuất thân danh môn, nhãn giới đều không tầm thường. Có thể nói Khương Vọng là từ từng bước đi mà mò ra nhãn giới, dựa vào con đường tự mình đi mà đi tới hôm nay. Đếm kỹ con đường đi tới này, dùng khai mạch đan của Tả Quang Liệt để lại, khai mạch hoàn mỹ, có được thông thiên cung cực rộng. Có thể nói là hoàn mỹ, lấy diễn đạo đài thôi diễn chu thiên tinh đấu trận, thành tựu du mạch cảnh. Có thể nói là hoàn mỹ, lấy nhật nguyệt tinh tiểu tam tài, thành tựu chu thiên cảnh. Tam quang nhật nguyệt tinh, rộng rãi đường hoàng, ý cảnh đương nhiên không tầm thường, chưa chắc thua ai. Lấy thiên địa nhân đại chu thiên, thành tựu thông thiên cảnh. Thiên trong thiên địa nhân, đã hoàn mỹ bao trùm nhật nguyệt tinh, có thể nói là nhất mạch tương thừa. Đại tiểu chu thiên của hắn đều là do tự thân trải qua, tự cơ thể ngộ mà thành, có đủ đại khí, cũng đủ viên mãn. Tự sáng lập ra thiên địa nhân tam đại kiếm thức, chính là sau khi viên mãn nước chảy thành sông. Ở thông thiên cảnh thăm dò cực hạn của cảnh giới, do tình thế ép buộc, phải mở cửa thiên địa ở ngoài Thanh Dương trấn, có chút tiếc nuối. Nhưng không thể nghi ngờ là vẫn rất mạnh mẽ. Mở cửa thiên địa, có được cô đảo thiên địa có kích thước hơn xa tu sĩ bình thường, thiên địa cô đảo này còn tỏa sáng sinh cơ trong thế giới căn nguyên của Xâm Hải Nguyên giới. Có thể nói đã đủ nội tình để lên đằng long cảnh. Đánh dấu thành tựu cao nhất của nội phủ cảnh chính là thần thông, thứ này mọi người chỉ có thể tự cầu, dù có dùng công pháp gì cũng không giúp được. Khương Vọng chiến thắng thiên phủ bí cảnh, nên đã sớm có được hạt giống thần thông. Ngoại lâu cảnh cũng có bí pháp thất tinh thánh lầu cao cấp dành cho hạng nhất. Nếu Khương Vọng tổng kết được quá trình tu luyện của mình thành cụ thể, phỏng chế ra phương pháp tu hành, thì bộ công pháp này cũng có thể nói khá là ưu dị. Dĩ nhiên, chuyện này đối với hắn còn xa lắm. Nhưng, như đã nói, nếu lúc này trên trời rơi xuống một bộ Tử Hư Cao Diệu Thái Thượng Kinh, chắc chắn hắn sẽ không từ chối. Đây là đạo điển vô thượng nối thẳng đến đỉnh núi mà. Kết thúc tu hành của ngày, đánh xong một trận trong Thái Hư ảo cảnh, củng cố Thái Hư đệ nhất đằng long vinh danh. Khương Vọng mới rời phòng, đi vòng một vòng, không thấy Trọng Huyền Thắng và Thập Tứ, bèn tìm đại một thị nữ hỏi. Thị nữ trả lời, Trọng Huyền Thắng công tử đi tiếp nhận cửa hàng rồi, hình như ở phố Đông. Khương Vọng hiểu ngay, chắc hẳn là cửa hàng cuối cùng của Trọng Huyền Tuân. Trọng Huyền Thắng đã bị áp chế nhiều năm, cuối cùng khó tránh khỏi muốn đích thân đi chứng kiến. Vừa lúc cũng muốn đi ra ngoài giải sầu một chút, bèn cười, để ta đi xem. Các bạn đang nghe chuyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 535, Phố Đông. Mộng Hoa là tên một cửa hàng may bán y phục. Cửa tiệm này ở sâu trong phố Đông, phải quẹo vào hai cái hẻm mới thấy được. Diện tích không lớn, làm ăn nhìn cũng chưa ra hình dáng gì. Dĩ nhiên, nếu chỉ là nhìn, nơi này chỉ tiếp đón những người khách có thân phận địa vị nhất định. Tất cả trang phục của Trọng Huyền Tuân đều do tiệm này phụ trách. Dõi khắp thiên hạ, Vân Tưởng Trai đương nhiên là nơi các quý tộc chen nhau để vào. Nhưng ở Lâm Truy, danh tiếng của Mộng Hoa chưa chắc đã thua kém. Phố Đông là nơi sầm uất, náo nhiệt nhất thành phố, không thua gì tụ bảo bồn ở Tây Thành. Người đến người đi, xe ngựa như nước. Xe của Trọng Huyền ra đến đầu hẻm thì dừng lại, Trọng Huyền Thắng và Thập Tứ xuống xe.
Trong xe ngựa theo sau là tiên sinh trông coi sổ sách và những người đi theo để tiếp nhận kinh doanh của Mộng Hoa cũng xuống xe theo. Sa Phu ở lại giữ xe, Trọng Huyền Thắng dẫn một đám người đầy khí thế đi vào trong hẻm. Là một tiểu viện quây kín, mấy bụi đằng già, chậu hoa tô điểm, là một nơi yên tĩnh giữa khu vực ồn ào. Đi vào nơi này, cảm thấy người nhẹ nhàng khoan khoái hẳn. Trọng Huyền Thắng thuận miệng bình phẩm, đám thủ hạ rối rít hùa theo, nào là trang nhã, có phẩm vị vân vân. Đám người đi vào, trong nhà, trưởng quỹ dẫn người ra cửa đón, thấy Trọng Huyền Thắng, khổ sở hành lễ, Thắng công tử. Là một nam tử trung niên mặt trắng không râu, có chút nữ tướng, trông rất lịch sự. Trọng Huyền Thắng khoát tay, chuyển giao việc đi, nơi này sau này người của ta phụ trách. Không chút lưu tình, cũng chẳng có tình cảm gì tốt để mà lưu. Những người này đều là người trung thành với Trọng Huyền Tuân, đương nhiên sẽ chờ Trọng Huyền Tuân rời khỏi Tắc Hạ học cung. Trọng Huyền Thắng chẳng hơi đâu mà chiều theo, để cho họ ở đây chờ Trọng Huyền Tuân. Dù gì khoảng thời gian này Trọng Huyền gia nhất định sẽ không nuôi bọn họ. Để xem đến lúc đó còn lại được bao nhiêu người. Tiểu nhị của Mộng Hoa như gà trống bị đánh bại, ai nấy ủ rũ đầu, cúi thấp. Nhưng trưởng quỹ lại khá là tươi tỉnh, cung kính mời đoàn người Trọng Huyền Thắng vào trong điếm, giao các giấy tờ, tài liệu đã chuẩn bị sẵn ra. Nhân sự sổ sách của Trọng Huyền Thắng bắt đầu kiểm tra, Trọng Huyền Thắng thì ngó trên ngó dưới ngó trái ngó phải khắp tiệm. Trưởng quỹ Mộng Hoa hơi ngần ngừ, lên tiếng hỏi, Thắng công tử, không biết nơi này sau này ngài định kinh doanh thế nào? Cái gì mà kinh doanh thế nào? Trọng Huyền Thắng đầy vẻ ngươi phiền thế. Biết rõ Trọng Huyền Thắng không muốn để ý tới mình, trưởng quỹ vẫn cố tình lấy ra một cuốn sách nhỏ, hai tay đưa lên, Thắng công tử, tiểu nhân kinh doanh Mộng Hoa đã nhiều năm, cũng coi là có chút tâm đắc. Chính sách kinh doanh cụ thể đều đã viết vào trong sách này, người của ngài chỉ cần dựa theo mà làm, nhất định sẽ không sai. Trọng Huyền Thắng không nhận, chỉ nhìn hắn, không cần. Trưởng quỹ không rụt tay về, khẩn khoản, Mộng Hoa có được ngày hôm nay rất là không dễ, tiểu nhân không dám có ý xấu, chỉ mong nó đừng sụp đổ. Tiểu nhân tuyệt không có ý nói thủ hạ của ngài không biết kinh doanh. Chỉ là, khác nghề như cách núi, dù gì ở Lâm Truy cũng không có nhà thứ hai, thật sự rất chân thành. Cũng thật sự rất có tình cảm sâu đậm với Mộng Hoa, sợ nó bị phá hỏng. Hắn tin Trọng Huyền Tuân nhất định sẽ giành được thắng lợi cuối cùng, nhưng hắn sợ đến khi Trọng Huyền Tuân rời khỏi Tắc Hạ học cung, Mộng Hoa đã không còn. Cho nên hắn mới không tiếc viết toàn bộ kinh nghiệm kinh doanh nhiều năm của mình ra, chỉ cầu Trọng Huyền Thắng giữ nó lại thật tốt dùng mình. Trọng Huyền Thắng nở nụ cười nghiền ngẫm, không phải ta khách khí với ngươi, mà quả thật là không cần. Sau này nơi này không bán quần áo nữa, trưởng quỹ kinh hãi, không bán xiêm áo, vậy bán cái gì? Trọng Huyền Thắng nghiêm túc suy nghĩ một hồi, tỏ vẻ hắn suy nghĩ rất là nghiêm túc, đáp, bán gà quay. Một thủ hạ lại gần, nói nhỏ, Thắng công tử, bữa trước ngài nói là bán vịt quay. Chúng ta đã đặt xong vịt luôn rồi. Một người khác gõ đầu gã, Thắng công tử nói bán cái gì thì bán cái đó. Trưởng quỹ mặt xám ngắt, đám tiểu nhị Mộng Hoa giận mà không dám nói gì. Ta nói này, Diễu Võ Dương Oai trước mặt đám tiểu nhân vật này, ngươi cảm thấy thành công lắm. Tiếng Vương Di Ngô đúng lúc này vang lên, y từ ngoài viện đi vào, đứng ở cửa, thân hình cao lớn, phủ xuống một cái bóng dài. Trong phòng chìm vào yên lặng, Trọng Huyền Thắng quay người, nheo mắt nhìn y, tưởng ngươi về quân doanh rồi. Đương nhiên hắn không có ý diễu võ dương oai với đám tiểu nhân vật này, hắn chỉ muốn để cho đám người đang nhìn vào kia thấy. Hướng về Trọng Huyền Tuân sẽ có kết quả gì, để bọn họ biết ngay cả cái tiệm mình thích nhất, Trọng Huyền Tuân cũng không giữ nổi. Để bọn họ biết nên đứng ở đội nào. Trọng Huyền Tuân không có ở đây, Vương Di Ngô và Văn Liên Mục cũng đã thua, chính là lúc để phá vỡ từng chút một sự ảnh hưởng của Trọng Huyền Tuân. Loại thủ đoạn này mặc dù không coi đẹp mắt cho lắm, nhưng rất có tác dụng. Nếu không một người mập như hắn, dù có thích diễu võ dương oai, cũng lười phải chạy đến đây. Hắn chợt thấy hâm mộ Khương Vọng, cả ngày ngoài tu luyện thì vẫn là tu luyện, không ra cửa lớn không bước cửa nhỏ, nhàn nhã biết chừng nào. Đúng là ta đã về quân doanh, nhưng mà sau khi suy nghĩ, lại trở lại. Vương Di Ngô đáp, có việc. Trọng Huyền Thắng hỏi, người đó. Kẻ sắp xếp cho thích khách của địa ngục vô môn vào thành, đã sớm đầu nhập vào ngươi phải không? Ta không biết ngươi nói gì. Trọng Huyền Thắng nhìn thẳng y, ngươi nhàm chán quá. Vương Di Ngô, ngươi biết là ta đang nói sự thật.
Trước khi huynh trưởng đi Tắc Hạ học cung, lúc bảo giao mọi việc làm ăn cho ngươi, lẽ ra ngươi phải nói không được, óc heo như ta làm sao chơi được với Trọng Huyền Thắng. Như vậy có lẽ hắn sẽ nghĩ cách để khỏi vào Tắc Hạ học cung. Trọng Huyền Thắng mặt không cảm xúc giễu cợt, không chịu được thua, thì đừng có chơi. Ha! Vương Di Ngô chỉ Trọng Huyền Thắng, ngươi lúc nào cũng kém hơn A Tuân một chút, ngươi biết là tại sao không? Ta không muốn biết, cũng không đồng ý, thì ngươi sẽ không nói sao? Trọng Huyền Thắng khoanh tay lại, để ta xem có làm ngươi chết ngộp được không? Ngươi thật ngây thơ. Vương Di Ngô nói, A Tuân hiểu rất rõ trận chiến Tề Dương sẽ mang lại cho ngươi bao nhiêu vốn liếng, giúp tạo chỗ dựa cho ngươi. Thế nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ động tay chân vào cuộc chiến Tề Dương. Đại cuộc là cái gì? Đại cuộc chính là khi chúng ta còn ở Lâm Truy này, thì chúng ta đều là người Tề. Tề mạnh thì ta mạnh, Tề suy thì ta yếu. A Tuân cho phép Tề quốc thắng lợi, mặc dù ngươi sẽ kiếm được lợi ích rất lớn từ việc ấy. Hắn cho phép Trọng Huyền gia lớn mạnh, mặc dù ngươi sẽ lấy được đủ tiền vốn từ điều đó. Còn ngươi? Ngươi thật sự không hiểu, nếu đường đường tứ phẩm đại viên bị ám sát ở Đô Thành, sẽ tạo nên ảnh hưởng tệ như thế nào? Ngươi thật sự không hiểu người của Trọng Huyền gia mà dính vào chuyện này, sẽ khiến đế quân sinh ra ác cảm cỡ nào cả. Ngươi biết, nhưng ngươi vẫn cứ làm. Ngươi giành được thế thượng phong trong thoáng chốc, nhưng lại khiến cả Trọng Huyền gia mất đi sự tin tưởng lâu dài. Ngươi đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích gia tộc, thậm chí còn đặt lên trên cả lợi ích quốc gia. Ngươi chỉ muốn đánh bại A Tuân, vì thế không chừa thủ đoạn, cơ bản là không hề suy nghĩ tới tương lai của gia tộc. Ngươi với cha ngươi thật giống hệt nhau. 30 năm trước, Trọng Huyền phủ đồ khiến Trọng Huyền gia mất đi lòng tin của bệ hạ. Trọng Huyền gia các ngươi phải cố sống cố chết, phấn đấu suốt 30 năm mới lấy lại được địa vị hôm nay. 30 năm sau, ngươi lại khiến câu chuyện xưa tái diễn. Trọng Huyền Thắng, ngươi còn không bằng cả một cọng tóc của Trọng Huyền Tuân. Trọng Huyền Thắng im lặng nghe y nói, xong, mặt không cảm xúc, chỉ khẽ nhíu mày, nếu ngươi muốn chọc giận ta, vậy ngươi thất bại rồi. Bởi vì ta không hiểu ngươi đang nói gì cả. Đúng vậy, ngươi nghe không hiểu. Ta cũng không tìm được chứng cớ, những lời ta nói đều là nói nhảm mà thôi. Vương Di Ngô lắc đầu, cười, như đang tự cười nhạo mình. Sau đó nụ cười vụt tắt, y vô cùng nghiêm túc nhìn Trọng Huyền Thắng. Ngươi còn nhớ hôm A Tuân đi Tắc Hạ học cung, ta đã hỏi ngươi cái gì không? Chương 536, giết. Dáng vẻ của Vương Di Ngô rất bình tĩnh, nhưng Trọng Huyền Thắng không đáp trả, đạo nguyên điên cuồng chuyển động, cơ thể khổng lồ bay ngược ra sau. Con mẹ ngươi, tên khốn này điên rồi. Ngày đó ở cửa thành, Vương Di Ngô đã hỏi, ngươi muốn chết phải không? Vương Di Ngô muốn ở ngay trong thành Lâm Truy, ở ngay phố đông này, giết trưởng tử của Trọng Huyền gia nước Tề. Trọng Huyền Thắng là người nào? Thân tôn tử của bác Vọng Hầu Trọng Huyền Vân Ba, đường chất nhi thân thiết nhất của Định Viễn Hầu Trọng Huyền Trừ Lương, một trong những người có khả năng cạnh tranh chức gia chủ tương lai của Trọng Huyền gia nhất. Nói không khoa trương đâu, việc sống chết của hắn có thể kinh động tới đại sự của cả Tề quốc. Thế mà, Vương Di Ngô muốn ở ngay Lâm Truy, giết hắn. Đây không phải điên thì là cái gì? Ngay cả một người bị tất cả mọi người cho là điên như Tô Sa mà còn chưa từng có cái suy nghĩ này. Nếu hôm nay Trọng Huyền Thắng chết ở đây, Vương Di Ngô sẽ phải tiếp đón sự trả thù điên cuồng nhất của Trọng Huyền gia. Khương Mộng Hùng dù có bao che tới mức nào, cũng không thể vì tên đệ tử phạm sai lầm to lớn này mà cứng rắn đấu với hai vị hầu gia của Trọng Huyền gia, muốn danh môn cao cấp nhất của nước Tề cách tâm cách lòng với quân đội. Dù Vương Di Ngô có giữ được mạng, thì tiền đồ chính trị cũng không còn. Y đây là mang tiền đồ cả đời của mình ra để đổi lấy chức gia chủ cho Trọng Huyền Tuân. Dù nhìn từ góc độ nào, lựa chọn này cũng có thể nói là ngu xuẩn. Cho nên dù Trọng Huyền Thắng có nghĩ kiểu gì, cũng không nghĩ tới khả năng này. Vương Di Ngô chính là đệ tử của quân thần, ngôi sao mới sáng nhất của Thiên Phúc Quân, đệ nhất thông thiên cảnh tự cổ chí kim. Được rất nhiều người coi là đằng long đệ nhất thiên hạ, tương lai sáng ngời, tiền đồ vô lượng. Y không phải loại thất phu cùng đường, không phải con thú rơi vào tuyệt cảnh, sao lại đi bỏ tất cả ra đánh cược thế kia? Chính vì không thể nào như vậy, nên Trọng Huyền Thắng mới bị chậm phản ứng, ngay trong Mộng Hoa, cửa hàng y phục Trọng Huyền Tuân tự kinh doanh. Trọng Huyền Thắng đưa ra một quyết định cực kỳ chính xác, né tránh. Nơi này không phải ở trong thiên phủ bí cảnh,
hắn không cần phải chiến đấu sống chết với Vương Di Ngô. Nơi này là Lâm Truy, nơi này là phố đông náo nhiệt nhất thành phố. Chỉ cần động tĩnh chiến đấu vừa xuất hiện, sẽ có người tới xử lý rất nhanh. Chủ quản trị an nơi này là Bắc Nha Đô úy Trịnh Thế, vừa lúc có mâu thuẫn với Vương Di Ngô vì Trịnh thương mình. Hơn nữa chuyện địa ngục vô môn ám sát Triệu Tuyên xảy ra còn chưa được bao lâu, trong thành Lâm Truy đang là trong thời điểm căng thẳng nhất. Lính cấm vệ, thậm chí cả cung vệ, nói không chừng đều sẽ phái người tới. Hắn chỉ cần giữ được mạng, động tĩnh mà xuất hiện, tự nhiên sẽ có cường giả ra mặt khống chế Vương Di Ngô. Nói chính xác, Vương Di Ngô nổi điên là chuyện tốt. Dám can đảm gây chuyện hành hung, tập sát đích tử của Trọng Huyền gia. Dù Trọng Huyền thắng không để tâm, đi cáo trạng Tề Vương, thì cả Trọng Huyền gia cũng không ai dám bày ra cái chuyện đứng ở phe đối địch như vậy. Và cái kiểu chuyện chứng tỏ xác lập phe đứng này chính là sự hủy diệt năng lực kiểm soát gia tộc của Trọng Huyền Tuân. Chỉ cần một chuyện Vương Di Ngô đột nhiên ra tay muốn giết Trọng Huyền Thắng, ít nhất sẽ bị giam giữ 3 năm, không khác gì chém đi một cánh tay của Trọng Huyền Tuân. Như thế đến lúc Trọng Huyền Tuân rời khỏi Tắc Hạ Học Cung, hắn lại chiếm được ưu thế nữa. Trọng Huyền Thắng suy nghĩ cực nhanh, chỉ trong tích tắc đã nghĩ xong tất cả, cho nên hắn lùi không hề do dự. Cơ thể mập mạp đẩy văng tùy tùng sau lưng, đụng vỡ quầy hàng, một đường tông thẳng vào tường. Lúc Trọng Huyền Thắng bay đi, Vương Di Ngô cũng bước vào, rời khỏi cửa, đi vào. Y sải bước dài, một mình xông vào, cửa phòng, vách tường rõ ràng không hề di chuyển, thế nhưng lại như theo y cùng đè xuống. Không đâu không có cảm giác bị áp bách, như có một bức tường đồng vách sắt, ùng ùng đẩy tới. Không cần Trọng Huyền Thắng lên tiếng, những tùy tùng theo hắn tới, thi nhau xuất thủ. Nuôi binh ngàn ngày, dùng tại nhất thời. Lúc Trọng Huyền Thắng gặp nạn không xông ra, thì nuôi họ có ích lợi gì? Thủy Long Ba, Diễm Quang Tiễn, Kim Cương Tù Lung. Đạo thuật đủ sắc đủ màu thi nhau đánh ra. Hai thanh kiếm, một cây chùy, một cây roi. Đủ loại vũ khí mang theo đạo nguyên, dũng mãnh đánh tới. Đối mặt người được Lâm Truy công nhận là đệ nhất thiên hạ Đằng Long, Vương Di Ngô, không ai dám giữ lực. Mới bắt đầu chiến đấu, đã đạt tới cường độ đáng sợ. Trưởng quỹ Mộng Hoa chỉ huy bọn tiểu nhị trong tiệm lùi sang bên rút lui. Bọn họ không ngăn cản Trọng Huyền Thắng, cũng không ngăn cản Vương Di Ngô. Dù Vương Di Ngô làm ra quyết định gì, họ cũng không thể để mình liên lụy vào. Nhất định không thể để mình có một tí tẹo liên quan nào tới chuyện giết Trọng Huyền Thắng, bởi vì điều ấy sẽ khiến Trọng Huyền Tuân chăm miệng khó cãi. Thế công trong nháy mắt bùng nổ, gần như cuốn bay cả gian phòng. Vương Di Ngô chỉ vung nắm tay lên, y chỉ đơn giản là giơ nắm tay lên, đề quyền, vung quyền. Oanh, quang diễm bắn ra bốn phía, đồ vỡ bay tán loạn. Tất cả thế công bị một quyền đánh nát bấy. Bước chân của y không hề dừng lại, quyền của y cũng vậy. Tiếp, tục cất bước, tiếp tục vung quyền. Y chỉ vung ra một nắm đấm, nhưng trong mắt tất cả mọi người đều xuất hiện một quyền này. Oanh, lồng ngực sụp xuống, đầu lâu vỡ nát, bụng bị đánh xuyên qua. Ngổn ngang rơi xuống đầy đất, chỉ một quyền, tất cả thủ hạ Trọng Huyền Thắng mang tới đều mất mạng. Trọng Huyền Thắng lúc này đã tông vỡ hai bức tường, sắp tông vào bức tường thứ ba, văng ra khỏi phòng. Phanh, có tiếng vật nặng va vào nhau, bức tường đánh chặn cuối cùng, vốn chỉ là một bức tường thường, lúc này lại như thành đồng vách sắt. Trọng Huyền Thắng tông vào mà nó không sao, thậm chí còn bị bắn ngược trở lại. Trọng Huyền Thắng có nhãn giới cỡ nào, hiểu ngay mình gặp phải cái gì. Vô Thanh Trảm Thủ Lệnh, gọi là lệnh, nhưng thật ra lại là tên của một loại trận bàn. Đây là loại trận bàn sử dụng trong Thiên Phúc Quân, tiểu đội thi hành chém đầu mới dùng được. Cái này là tuyệt phẩm nhất trong đó, pháp khí nhất lưu của quân đội. Cả Thiên Phúc Quân chẳng có mấy người còn hàng tồn. Người bị Trảm Thủ Lệnh đánh dấu, không bao giờ thoát khỏi phạm vi bao phủ của Trảm Thủ Lệnh được. Trừ phi chết trận, hoặc bị người cầm Trảm Thủ Lệnh giết chết. Bên ngoài phạm vi của Trảm Thủ Lệnh, người ta chỉ nhìn thấy mọi thứ như bình thường, do vậy mới có cái tên Vô Thanh Trảm Thủ. Trong lịch sử, không thiếu thí dụ tiểu đội tinh anh của Thiên Phúc Quân dùng thứ này chém đầu tướng địch, toàn vẹn lui về rồi, quân địch mới phát hiện chủ tướng đã bỏ mình. Tuy là pháp khí dạng tiêu hao, nhưng cũng là trọng khí trong quân. Vương Di Ngô lại dám dùng nó để vây giết Trọng Huyền Thắng. Trọng Huyền Thắng cười nhạt, lấy công mưu tư, dùng trọng khí trong quân để giết người Tề, đây chính là cái mà ngươi gọi là cái nhìn đại cục. Vương Di Ngô không đáp,
mà quay hướng, đánh ra một quyền, nắm đấm nặng nề chút xuống. Một quyền này giết sạch đám tiểu nhị của Mộng Hoa, chỉ trừ một mình trưởng quỹ. Vương công tử, ngài. Trưởng quỹ mặt như màu đất. Nắm đấm của Vương Duy Ngô dừng ngay trước mặt hắn, rồi rời đi. Ta chỉ để bảo đảm không bị ảnh hưởng. A Tuân rất thích trang phục ngươi làm, ta sẽ không giết ngươi. Sang bên núp đi. Lúc này, trong tiệm Mộng Hoa, trừ Vương Duy Ngô, chỉ còn trưởng quỹ, Trọng Huyền Thắng, Thập Tứ, ba người sống. Trên cơ thể người nào cũng có một ấn ký ánh sáng, viết chữ trảm. Vô Thanh Trảm thủ lệnh tối đa chỉ đánh dấu được ba người, người không bị đánh dấu đều có thể tùy ý ra vào. Để tránh có người chạy ra ngoài làm kinh động Bắc Nha, y quyết định giết sạch những người không đánh dấu được. Vương Di Ngô xoay người lại, nhìn Trọng Huyền Thắng, bảo đảm A Tuân có y phục mình thích để mặc, chính là cái nhìn đại cục của ta. Các bạn đang nghe chuyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 537, Vô Thanh Trảm thủ lệnh. Trọng Huyền Thắng yên lặng chờ Vương Di Ngô xử lý xong đám tiểu nhị, chờ người ta hai tay nắm lại thành quyền, quay lại nhìn mình. Suốt quá trình này, hắn không nói với Thập Tứ một câu, mà cũng chẳng có gì cần phải nói. Quyết định của hắn chính là quyết định của Thập Tứ, thái độ của hắn chính là thái độ của Thập Tứ, trước giờ đều vậy. Trọng Huyền Thắng đương nhiên là người vô cùng thông minh, hắn luôn tìm được thời cơ tốt, luôn có khả năng tự đánh ra cục diện có lợi cho mình. Nhưng ở trong phạm vi của Vô Thanh Trảm thủ lệnh, hắn biết mình không có lựa chọn. Giết Vương Duy Ngô, hoặc là bị Vương Duy Ngô giết. Hắn đã đưa ra quyết định, cho nên hắn đứng yên, như một ngọn núi. Hắn thậm chí không ra tay khi Vương Duy Ngô đang đối phó những người khác. Hắn muốn chờ đến khi Vương Duy Ngô tập trung toàn bộ tinh thần. Không còn bị phân tâm bởi chuyện gì nữa, hắn muốn nghênh chiến một Vương Duy Ngô trong trạng thái mạnh nhất. Loại chiến đấu cấp bậc này đã không chỉ còn là công pháp, bí thuật, thể lực mà còn bao gồm cả tinh thần, ý chí, khí thế. So đấu trên tất cả mọi phương diện, cho nên đầu tiên hắn phải lấy lại toàn bộ khí thế mà ban nãy mình đã ném đi trở về. Trốn tránh giao phong là lựa chọn tối ưu trước khi phát hiện có Vô Thanh Trảm thủ lệnh, toàn lực nghênh chiến là lựa chọn tối ưu sau khi phát hiện có Vô Thanh Trảm thủ lệnh. Hắn luôn đưa ra được lựa chọn tối ưu. Lúc này, hắn với Vương Di Ngô đứng đối diện nhau, trong mắt không hề có một tia né tránh. Hắn là thiếu niên mập mạp dám xông vào nguy hiểm, cực kỳ tập trung trong thiên phủ bí cảnh. Hắn là Trọng Huyền Thắng đã dốc toàn lực, dốc hết tất cả để thúc đẩy trận chiến Tề Dương. Vừa thu hoạch xong, lại đem tất cả thu hoạch lấy được từ trận chiến Tề Dương đập lên người Trọng Huyền Tuân. Đẩy y vào Tắc Hạ học cung, chỉ cầu đánh một trận, thừa cơ hội diệt sạch mọi làm ăn kinh doanh dưới tay Trọng Huyền Tuân. Hắn là người dám liều mạng, không chỉ một lần lấy cái mạng mình đi đánh cược. Khương Vọng nói hắn có tính cá cược quá nặng, hắn trả lời mình vạn bất đắc dĩ. Vương Di Ngô bước về phía trước, quyền của y rất đơn giản, giành tiên cơ, cướp trung tuyến, quyết định sinh tử. Nên y luôn tấn công, lúc nào cũng ở dạng thái tấn công, bất kể đối thủ là ai. Nhưng chân phải y mới vừa nâng lên, Trọng Huyền Thắng đã giơ cao tay, lật lại, đè xuống. Trọng lực vô hình vô chất nhưng tồn tại thật sự trong nháy mắt đè lên người Vương Di Ngô như một ngọn núi. Chân phải của Vương Di Ngô bị ép phải rút trở về. Cả người y rơi rung lên, hai chân lún xuống chừng hai tấc. Nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Y nhấc chân, bước tới. Lúc nhấc chân hơi khó khăn, nhưng lúc hạ xuống đất là hoàn toàn không tiếng động. Chỉ một bước chân mà dường như đã thích ứng. Khí lực đáng sợ, sức mạnh đáng sợ. Y xông lên, đề quyền, oanh quyền. Chỉ một động tác đơn giản, nhưng như được lập lại cả ngàn cả vạn lần. Sau ngàn lần, vạn lần tích lũy mới đánh xuống, không khí bị đánh đến mức phát ra tiếng nổ. Không sợ, không lùi, vô địch, vô úy, vô hồi, vô địch. Vô ngã sát quyền, một quyền không thể nào cản nổi. Nhưng một bóng người mặc giáp đen đã xuất hiện ngay trước mặt y, trọng kiếm đen tuyền như mang theo sấm và gió, chính diện chém thẳng tới. Đang, nắm đấm cứng đối cứng nện lên mũi trọng kiếm. Vương Di Ngô rõ ràng là tu sĩ binh gia, nhưng cơ thể còn mạnh hơn cả võ phu, dùng nắm tay bằng da thịt của mình đối đầu với trọng kiếm. Trọng kiếm bị một quyền đánh cho hất cao lên, toàn thân Thập Tứ lộ ra. Quyền thứ hai của Vương Di Ngô đánh tới, phanh, một nắm đấm khác đã đón lấy nó.
Trọng Huyền Thắng đã kịp chạy tới, dùng một quyền tập trung trọng lực thuật, cứng, đối quyền với Vương Di Ngô. Rắc, có thể nghe được rất rõ tiếng nứt xương, cánh tay phải của Trọng Huyền Thắng đã bị gãy xương. Nhưng một quyền trọng lực thuật này nặng như núi, Vương Di Ngô cũng bị lực làm cho ngửa ra sau, toàn thân lảo đảo. Ngay lúc này, thập tứ nâng cao trọng kiếm, từ trên cao tàn bạo chém xuống. Trọng Huyền Thắng và thập tứ từ nhỏ đã sớm chiều sống chung, phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Trọng Huyền Thắng mạo hiểm đón một quyền, không chỉ để ngăn địch, mà còn để tạo cơ hội cho thập tứ. Một kiếm này cực nhanh, nặng vô cùng, ác vô cùng, mang theo khí thế chém núi xẻ sông. Vương Di Ngô không chút chần chừ, vung nắm tay lên đón đỡ. Đang 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 đang. Trong nháy mắt, thập tứ chém ra liên tục 600 kiếm. Những nhát chém nặng nề như vậy, tàn bạo như vậy, liên tục 600 lần. Mức độ gánh vác của cơ thể là cực kỳ đáng sợ, đây chính là mang mạng ra để chém. Vương Di Ngô đoán sai, bị chém rơi xuống đất, nửa người dưới bị vùi vào trong đất. Suốt quá trình đó, Trọng Huyền Thắng chịu đựng cơn đau gãy xương, không ngừng ra chỉ trọng thuật lên từng nhát kiếm cho thập tứ. Hai người liên thủ mới đánh được Vương Di Ngô không kịp phản công. Thừa dịp Vương Di Ngô bị đánh lún xuống đất, Trọng Huyền Thắng múa may 10 ngón tay, cứ như cánh tay bị gãy xương kia không phải là của mình. Đao gió màu xanh nhạt chi chít gào thét chém tới, trong nháy mắt phủ kín Vương Di Ngô chìm ngập. Đạo thuật đơn giản nhất, nhưng có hiệu quả trực tiếp nhất là thứ Trọng Huyền Thắng xưa nay luôn theo đuổi. Một tiếng nổ vang, Vương Di Ngô lại đánh mạnh đến mức làm nổ không khí. Quyền của y đánh ra một vầng sáng màu đen hình nửa vòng tròn, chặn đứng tất cả đao gió. Mà thập tứ từ trên cao mà rơi, lại một lần nữa 600 kiếm chém liên tục, giống nhau mỗi một kiếm đều bị trọng thuật tăng thêm. Vầng sáng nửa hình tròn màu đen kia vừa chạm vào là vỡ. Ở trước khi trọng kiếm chạm tới, Vương Di Ngô tung người lùi ra sau. Kiếm của thập tứ chém vào khoảng không, vừa chạm tới đất liền dừng lại, nhưng mặc dù vậy, áp lực kiếm mang tới vẫn đánh cho mặt. Đất nứt ra, Vương Di Ngô lùi ra sau, phát hiện từ lúc bắt đầu chiến đấu đến lúc này, trọng áp không đâu không có kia đột nhiên biến mất. Cơ thể trở lại bình thường, có ảo giác nhẹ nhõm hẳn. Vào lúc này, một lực va chạm cực kỳ cường đại đập mạnh vào người y, làm tốc độ đang quay lùi của y tăng mạnh. Thập tứ vọt tới, hai tay cầm kiếm chém ngang, chém một phát lại là 600 kiếm. Một thanh trọng kiếm như này, mỗi một kiếm đều là gánh nặng cực lớn. Thế nhưng thập tứ không rên một lời, lần nào cũng dùng hết sức lực, phát một lần là 600 lần chém. Chém như vậy, gánh nặng đối với cơ thể là cực kỳ đáng sợ, địch còn chưa bị thương, bản thân đã tổn thương rồi. Nhưng hiệu quả cũng rất rõ ràng, mạnh như Vương Di Ngô, cũng bị chém phải không ngừng lùi tiếp. Chính là lúc này, Trọng Huyền Thắng giống lên, một tay duy trì trọng lực, tay phải lại nắm thành quyền đấm về phía trước, quả thực không coi cái tay này là tay mình. Nhưng mục đích chiến thuật của hắn đến đây cũng đã rõ ràng. Hắn với thập tứ đều bị vô thanh trảm thủ lệnh đánh dấu, không thể rời khỏi phạm vi ảnh hưởng của vô thanh trảm thủ lệnh, đành phải ở nơi này liều chết đánh giết. Nhưng Vương Di Ngô thì không. Vương Di Ngô có thể rời khỏi phạm vi ảnh hưởng của vô thanh trảm thủ lệnh. Điều này giúp mang đến một khả năng rằng họ có thể đẩy Vương Di Ngô ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của vô thanh trảm thủ lệnh. Cái này nghe thì tưởng không có ích lợi gì, bởi vì lúc nào Vương Di Ngô cũng có thể trở lại. Nhưng đừng quên, nơi này là phố đông, nơi này là Lâm Truy. Một khi Vương Di Ngô bị đánh văng ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của vô thanh trảm thủ lệnh, sẽ nhanh chóng bị người bên ngoài cảm nhận được, khi ấy, người của Bắc Nha rất nhanh sẽ chạy tới. Người như Vương Di Ngô mà bị phát hiện đang chiến đấu với người khác, Lâm Truy Thành nhất định sẽ đưa ra phản ứng tích cực nhất. Đây chính là chiến thuật Trọng Huyền Thắng định ra trong tình hình khẩn cấp lúc này. Liều mạng là giả, kích thích phản ứng bên ngoài mới là thật. Hắn không hề muốn đánh tới thiên hoang địa lão với Vương Di Ngô trong phạm vi tác dụng của vô thanh trảm thủ lệnh. Hắn muốn tận lực giảm bớt thời gian Vương Di Ngô cản rỡ. Thập tứ có thể nói là đã tiến hành phối hợp hoàn mỹ. Hai người hợp lực, làm một lèo, đẩy Vương Di Ngô ra ngoài. Vương Di Ngô bị đánh bay ngược ra sau, khi sắp bay ra khỏi cửa mộng hoa, bay ra khỏi phạm vi của vô thanh trảm thủ lệnh thì y chợt hạ xuống đất, hai chân đứng lại vững vàng. Trọng Huyền Thắng không ngừng gia tăng xích lực, tăng lên tới cực hạn. Nhưng chân Vương Di Ngô như mọc rễ, không nhúc nhích. Ngươi thua, y nói, bởi vì ngươi chỉ muốn đánh lui ta, chứ không phải đánh bại ta.
y bắt đầu lại đi vào, càng đi càng nhanh, cái giá của việc thua chính là chết. Chương 538, Thập Tứ. Vương Di Ngô sải bước chạy như điên, xông thẳng vào xích lực trọng huyền thắng đang điên cuồng kích phát, bước chân càng lúc càng nhanh, bành bành bành. Mỗi bước đạp xuống đất đều phát ra âm thanh trầm nặng, cho thấy trong quá trình đối kháng với trọng huyền thắng, y đã không thể hoàn toàn khống chế được lực đạo. Y đang không ngừng thả mình ra, không ngừng thả ra một mình mạnh hơn. Đón lấy những nhát chém điên cuồng, liên tục của thập tứ, y vung ra hàng trăm ngàn quyền. Huyết khí lượn lờ trên đầu nắm tay của y, như linh vật múa may. Nhịp bước chân kiên định, bắt đầu phản ngược, đẩy thập tứ và trọng huyền thắng lùi về sau. Vô ngã vô thắng, vô địch vô ngã, uy lực như nước sông tràn, sát khí như rồng cuốn, vô ngã sát quyền, chỉ có thế. Nắm tay của Vương Di Ngô trong thị giác chậm xuống, không phải nó chậm đi, mà là bởi vì thế của một quyền này quá mạnh, quá đậm, xuất hiện rõ ràng ở trước mắt, cho nên ngược lại làm cho người nhìn có ảo giác nó chậm lại. Vung lên thật cao, ầm ầm đánh xuống. Ngươi biết, Trọng Huyền Tuân cũng biết, mà còn mạnh hơn ngươi. Đang, thập tứ và kiếm bị đánh bay. Trọng Huyền Thắng xông về phía trước, thay thế vị trí của thập tứ, chặn đường Vương Di Ngô. Cánh tay phải của hắn đã khó dùng được nữa, nên hắn giơ cao tay trái, bàn tay mập mạp hóa trưởng thành đao, chém thẳng vào ngực. Hô, trưởng đao vút đi, mang theo tiếng gió thê lương như quỷ khóc. Truyền từ trảm thủ đao hung tàn sát khí của Trọng Huyền Trừ Lương. Như muốn hỏi lại Vương Di Ngô, một thức này, Trọng Huyền Tuân có biết không? Dưới đao thế này, Vương Di Ngô không nhúc nhích nổi, như bị võ sĩ pháp trường áp chế, bị gông xiềng giam cầm, chờ đao phủ thủ một đao chém đầu. Trên người y bắt đầu bốc ra binh sát, thành đao, thành mâu, thành thương, thành giáo. Giết! Không phải là tiếng người gầm thét, mà là do binh sát ngưng tụ, tự nhiên minh khiếu. Chuyện sinh tử, đâu phải chỉ thấy ở pháp trường. Hơn 10.000 quân trên sa trường liều chết xung phong, sinh tử chỉ trong một chớp mắt. Chính là lấy thế đấu với thế, lấy sát đấu với sát. Trước khi trảm thủ đao tới gần, xuất hiện một nắm đấm như sắt thép, cứng rắn, mạnh mẽ, trực tiếp, không sợ hãi. Lấy thiết quyền đấu với trưởng đao, vừa chạm vào liền phân ra. Vào thời khắc mấu chốt nhất, Trọng Huyền Thắng thu hồi đao thế, cơ thể mập mạp rung lên như cái sàng, cả người bắn lên, tránh quyền của Vương Di Ngô đánh tới. Hắn giỏi nhất là sử dụng tổ hợp đạo thuật để chiến đấu như chơi cờ, bước từng bước một, trong lúc vô hình bao vây, vùi chết đối thủ. Nhưng Vương Di Ngô khởi động vô ngã sát quyền, lại đúng dịp lấy lực phá xảo, cơ bản không sợ bị đạo thuật tổn thương. Mặc kệ là cái gì, đều một quyền chiến hết, vừa vặn khắc chế phong cách chiến đấu của hắn. Khôn như Trọng Huyền Thắng, dĩ nhiên biết phong cách chiến đấu của mình khó đạt được hiệu quả, nên ngay từ đầu đã không làm cái chuyện thử nghiệm vô dụng đó. Thân hình còn đang ở trên. Không, tay phải nắm thành chùy, tay trái phủ lên tay phải. Thao túng trọng thuật kết hợp với bản thân, khiến tốc độ rớt xuống còn nhanh hơn lúc bắn lên. Lấy đầu làm chùy, ngươi như một con dẹp mập ấy. Vương Di Ngô lạnh lùng. Y giơ cao tay phải, ngón tay xòe ra, dùng bàn tay đón lấy Trọng Huyền Thắng đang như một cái chùy lao xuống. Trọng Huyền Thắng cảm thấy thân hình như thanh chùy nặng như núi của mình vừa đập vào không khí. Bàn tay của Vương Di Ngô rõ ràng là xuất hiện ở đó, nhưng lại như không tồn tại. Trong trạng thái không tồn tại này, bàn tay của y biến mất, năm ngón tay khép lại, quyền đầu lại xuất hiện, tung ra một quyền ngất trời. Năm đấm đánh thẳng vào Trọng Huyền Thắng, đánh thẳng vào cơ thể mập mạp của hắn, một đường xông phá. Âm thanh bị tiêu diệt, sau đó xuất hiện lại bằng tiếng xé gió sắc bén. Thập tứ bị đánh bay lại bay tới, hai tay nắm kiếm, không sợ chết chém tới. Vương Di Ngô không thể không thu nắm đấm về, đối kích với thập tứ. Trọng Huyền Thắng bị đánh văng lên cao, lưng đụng vào nóc nhà, gần như chạm đến ranh giới của phạm vi vô thanh trảm thủ lệnh, sau lưng không còn không gian để xê dịch. Nhưng đúng lúc này, Vương Di Ngô bị thập tứ ép tới gần. Trọng Huyền Thắng kịp thả cánh tay trái đang ôm chùy, cánh tay phải vô lực rũ xuống, đã bị phế hoàn toàn. Bỏ cánh tay phải, giữ lại tay trái còn chiến lực nguyên vẹn là lựa chọn của hắn. Từ lúc bắt đầu chiến đấu đến giờ, hắn vẫn luôn đưa ra các lựa chọn chính xác, nhưng thực lực cách biệt quá lớn, khiến chiến cuộc từng bước một phát triển đến tình trạng bây giờ. Cùi trỏ của hắn đụng vào biên giới,
sức mạnh đánh dấu của Vô Thanh Trảm thủ lệnh đẩy hắn trở về. Nên hắn lại rơi xuống, năm ngón tay cầm long. Áp lực vô hình vô chất từ bốn phương tám hướng ép vào Vương Di Ngô, như muốn bóp vỡ y, đây đương nhiên là chuyện không có khả năng. Trên thực tế Vương Di Ngô lúc này đã hoàn toàn thích ứng với trọng lực Trọng Huyền Thắng đè lên người mình. Giống như lời y nói, sức mạnh của trọng thuật, Trọng Huyền Thắng biết, thì Trọng Huyền Tuân cũng biết, mà còn mạnh hơn. Những chiêu số này y đã từng đối mặt qua rồi. Vì vậy khi gặp phải chiêu thức bùng nổ vừa rồi của Trọng Huyền Thắng, y chỉ bị khựng lại nửa hơi thở mà thôi. Nhưng chính khựng lại chỉ một chút đó, lại khiến y phải nghênh đón sự bùng nổ mãnh liệt của thập tứ. Kiếm thức của thập tứ, trước nay luôn đơn giản trực tiếp, nhắm thẳng vào sinh tử. Nắm đấm của Vương Di Ngô cũng vậy. Hai người đánh với nhau, cương đấu cương, tàn bạo đấu với tàn bạo. Chút khựng lại của Vương Di Ngô vốn không thể coi là cơ hội, lại trở thành cơ hội bị trọng kiếm màu đen tranh thủ. Thập tứ hai tay nắm kiếm, cắt vào phạm vi của quyền thế, lúc này như có một nguồn sức mạnh cực lớn xuyên vào trong trọng kiếm, khiến thanh trọng kiếm vỡ tan, nhưng dù đã vỡ, nó vẫn bị sức mạnh thuần túy kia lôi cuốn, phải hoàn thành sứ mạng sau cùng của mình mới tan rã được. Thập tứ bỏ mặc tất cả phòng vệ, giao hết phòng ngự cho bộ giáp trên người, dồn toàn bộ sức lực vào một kiếm này. Muốn quyết phân sinh tử. Một kiếm này muốn phân sinh tử. Chiến cuộc có vẻ đã tiến vào hồi cuối. Vương Di Ngô vẫn chỉ nắm tay thành quyền. Ánh mắt nghiêm túc đến đáng sợ. Thu quyền, ra quyền, thu quyền, ra quyền. Vương Di Ngô đánh ra hai quyền. Một quyền hướng lên, một quyền đánh về phía trước. Chỉ hai động tác đơn giản, nhưng lại tựa như cùng đồng thời xuất hiện. Như đồng thời có hai nắm đấm, đánh về hai hướng khác nhau. Quyền đánh hướng lên, đánh vỡ không khí, tạo ra khí lãng khổng lồ, hất văng Trọng Huyền Thắng ở trên cao. Quyền đánh về phía trước, như xuyên qua thời gian, vượt qua không gian, đánh vào bụng thập tứ, đập lên lớp giáp cứng lạnh băng kia. Lấy vị trí tiếp xúc của nắm đấm làm trung tâm, thân giáp xuất hiện những vết nứt như mạng nhện, chúng nhanh chóng lan rộng ra, rồi vỡ tung. Trong khi thanh trọng kiếm chỉ mới đi được đến vai của Vương Di Ngô. Thập tứ bị đánh bay, trọng kiếm cũng rời khỏi vai đối phương, rời đi được nửa đường, thì vỡ tan thành vô số mảnh vụn, bắn vào nửa vai Vương Di Ngô, phần còn lại thì rơi xuống đất. Mất đi ý chí của thập tứ, trọng kiếm tự tan rã, mức độ rã còn nặng hơn trọng giáp. Trọng Huyền Thắng ở trên không trung khó nhọc ổn định lại thân hình, hắn quay phát đầu qua. Nhìn thấy bóng người trầm mặc quen thuộc vô lực bay đi, vô số mảnh giáp vỡ như những con bướm kỳ lạ trên người bay xuống. Để lộ cơ thể đẹp đẽ mà vô lực kia, gương mặt tái nhợt, mái tóc dài bay lượn. Các bạn đang nghe truyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 539, Bảo vệ. Ta sẽ bảo vệ ngươi, mập bự, ngươi làm sao bảo vệ ta? Dáng vẻ ngươi trông dễ bị ăn hiếp lắm, có biết không? Bảo vệ ngươi cho tốt trước đi. Còn nữa, sau này không được gọi ta là mập bự. Cộp 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 cộp. Trước mặt xuất hiện một người nhỏ nhắn mặc giáp toàn thân, mặt cũng giấu kín trong khôi. Thế nào? Giọng nói mềm mại từ trong khôi vọng ra, như này trông không dễ bị ăn hiếp nữa, đúng chứ? Lại một lần nữa bị đánh ngã xuống đất. Đám nhóc con dễ thỏa mãn kia vênh váo rời đi. Hắn giết đã thành quen, nằm luôn dưới đất bất động. Nếu không phải trên người quá đau, cứ nằm như này ngủ một giấc cũng tốt. Nhưng thập tứ lại có vẻ không quen nổi, nằm bên cạnh khổ não than phiền, sao vẫn không sợ ta chứ? Ngươi vừa mở miệng là ai cũng biết là ngươi là tiểu nương bì rồi. Hắn tức giận, ngốc ơi là ngốc. À, nàng uất ức, nhưng bình tĩnh lại rất nhanh. Vậy sau này ta không nói chuyện với ai nữa? Ta không nói nữa, có được không? Nàng hỏi. Vương Di Ngô, ngươi chết chắc. Mắt Trọng Huyền Thắng đỏ bừng, hắn thất thố gầm lên, ngươi chết chắc. Đạo nguyên trong cơ thể kích động, rào rào như ống bể. Đạo mạch đằng long từ thiên địa cô đảo bay lên trời. Thì ra là nữ nhân, Vương Di Ngô nhàn nhạt nói. Y nghiêng đầu, nhìn vào vai, nhẹ nhàng thổi một cái. Vụn đen đầy vai bị thổi rơi, lộ ra một vết thương nông. Đây là muốn bổ y một kiếm này, nhưng cuối cùng lại chỉ đủ sức cắt rách áo, làm chảy chút ra mà thôi. Sau đó mới ngước mắt nhìn Trọng Huyền Thắng ở trên không trung, cái này mới làm ngươi nổi giận, phải không?
Khí thế của Trọng Huyền Thắng điên cuồng tăng vọt. Vương Di Ngô phóng lên, một quyền đánh ra. Lúc ngươi đánh cắp vị trí của Trọng Huyền Tuân, có nghĩ ta sẽ tức giận không? Trọng Huyền Thắng nhanh chóng bắt quyết. Kim tiễn, mộc tiễn, thủy tiễn, hỏa tiễn, thạch tiễn. Những mũi tên dày đặc chi chít, được trọng thuật gia trì, chia thành nhóm ngũ hành, hỗ ứng lẫn nhau, rào rào bắn xuống. Lúc ngươi gài tăng vật hãm hại hắn, có nghĩ ta sẽ tức giận không? Nắm đấm đánh tới, chỉ một quyền biến tất cả tiễn thuật thành hư không. Vương Di Ngô tiếp tục xông lên, mơ ước vị trí vốn không thuộc về ngươi, tham lam đê hèn cướp lấy. Quyền thế mang theo ảo ảnh hàng trăm hàng ngàn quyền, bao phủ toàn bộ không gian. Đồ trộm cắp đã vô năng còn vô sỉ nhà ngươi. Trọng Huyền Thắng không tránh, hắn không muốn phải tiếp tục lùi trước tên khốn kiếp trước mặt này nữa. Đạo mạch đằng long trong xương mông lung điên cuồng sao động. Tay trái hóa thành đao, theo chiều nghiêng chém xuống. Trường đao bắt đầu bốc lên huyết diễm, hắn mặc kệ mình đang thiêu đốt máu huyết, thúc giục thức chảm thủ đao này. Một đao chảm phá thiên bách quyền ảo ảnh, nhọn hoắt, sắc lẻm. Vương Di Ngô trở tay chộp lên người mình một cái, một hư ảnh hình áo khoác bị túm ra, y nhìn về phía chảm thủ đao. Bảo vật xả thân y, có thể ngăn cản một lần công kích trong phạm vi cực hạn mà y chịu đựng được. Và cực hạn của xả thân y này là ngoại lâu cảnh đỉnh phong. Hư ảnh áo khoác nhẹ nhàng tà tà rơi lên đường đi của chảm thủ đao. Hư ảnh biến mất, nhưng đao thế cũng tan biến, huyết diễm tiêu tán. Chỉ còn một bàn tay thịt mập mạp, mềm nhũn không có lực sát thương hạ xuống, tất cả sát lực trên bàn tay đó đã bị xả thân y triệt tiêu toàn bộ. Vương Di Ngô có rất nhiều thủ đoạn để chống lại một đao này, nhưng y lại chọn món bảo vật tiêu hao có khả năng bảo toàn tính mạng xả thân y, đương nhiên là để tranh thủ cơ hội chiến đấu tốt hơn. Chảm thủ đao của Trọng Huyền Thắng bị tiêu trừ, quyền của y cũng đã đánh tới, đánh thẳng vào họng Trọng Huyền Thắng. Hoa quang lóe lên, ngọc giác bên hông Trọng Huyền Thắng lặng lẽ vỡ tan, bản thân hắn thì biến mất khỏi vị trí. Chí bảo cứu mạng của hắn, Na Di hộ thân ngọc, vừa ngăn cản tổn thương chí mạng làm hại, vừa trong nháy mắt Na Di người đeo nó rời khỏi vị trí, thoát khỏi hiểm cảnh. Nhưng, hiệu quả của Na Di hộ thân ngọc không cách nào thoát khỏi vô thanh trảm thủ lệnh. Trọng Huyền Thắng xuất, hiện trở lại, vẫn ở bên trong mộng hoa, chỉ là ở một vị trí khác. Đạo mạch đằng long giật mạnh, đệ nhất nội phủ đã gần trong gang tấc. Hắn vẫn còn chưa đủ để viên mãn. Hắn chưa đủ để viên mãn, nhưng hắn lại muốn gõ mở nội phủ. Bất chấp đạo đồ sau này sẽ trở thành khó khăn, cũng muốn mở hạt giống thần thông. Thân phận này của hắn, một khi đạo đồ trở nên khó khăn, đại lộ khó bước, thì sau này cũng vô vọng trước gia chủ Trọng Huyền gia. Vị trí gia chủ Trọng Huyền gia không thể giao cho một tu sĩ nội phủ cảnh, cho dù đó là thần thông nội phủ. Hắn hiểu rất rõ, làm việc này, hắn sẽ mất đi cái gì. Dù hôm nay có giết được Vương Duy Ngô, hắn cũng sẽ mất đi tất cả. Nhưng hắn vẫn quyết định làm như vậy, bởi vì tất cả của hắn đã vừa mới mất đi rồi. Nhưng ngay lúc này, một nắm đấm đã choán đầy tầm mắt. Phía trước cơ thể Vương Duy Ngô có một sợi dây nhỏ như tàm ti, với rất nhiều màu sắc, đang không ngừng biến ảo. Bảo vật nhân quả chi ti, y đã đưa tay ra, kéo đứt sợi dây này, kéo đứt nhân quả. Nên một quyền này của y đánh thẳng lên người Trọng Huyền Thắng. Hai người vốn cách nhau khá xa, vốn y không kịp ngăn cản Trọng Huyền Thắng gõ lấy thần thông. Nhưng khi sợi dây nhân quả bị kéo đứt, quy luật khách quan đã ngắn ngủi biến mất. Một quyền này của y đánh trúng Trọng Huyền Thắng trước, sau đó mới đánh tới quá trình đền bù cho Trọng Huyền Thắng. Phốc! Trọng Huyền Thắng phun máu, đạo mạch đằng long từ trong sương mù rơi xuống, đập mạnh xuống thiên địa cô đảo. Vương Di Ngô liên tục sử dụng hai món bảo vật, cắt đứt bước nhảy vọt của Trọng Huyền Thắng. Không ngờ bảo y này lại rơi vào tay ngươi. Ánh mắt Vương Di Ngô nghiêm khắc. Một quyền vừa rồi, vốn là muốn đánh vỡ thông thiên cung của Trọng Huyền Thắng, nhưng lại bị bảo y trên người Trọng Huyền Thắng ngăn cản, không lấy được mạng. Vậy thì bóp cổ Trọng Huyền Thắng, giam cầm đạo nguyên, rồi đánh thêm quyền nữa, đập thẳng vào đầu tên béo đáng ghét này. Tất cả sẽ kết thúc. Đến khi Trọng Huyền Tuân xuất quan, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, không còn ai tranh giành với hắn nữa. Nhưng, ngũ khí trong cơ thể bỗng nhiên rối loạn. Vương Di Ngô lập tức trấn áp ngũ khí, nhưng đã xuất hiện tiếng kiếm rít mang theo sát khí ép sát tới người nhanh như điện giật. Cút ngay cho ta. Vương Di Ngô đương nhiên là không cút. Nhưng y không thể không thừa nhận,
Một kiếm này rất là ác liệt, rất là kiên quyết. Nếu y không tránh, nhất định sẽ bị thương nặng. Dù gì Trọng Huyền Thắng cũng không chạy thoát được. Vương Jin Ho đưa ra quyết định trong tích tắc, buông Trọng Huyền Thắng, nhảy lùi ra sau. Dĩ nhiên y không quên đẩy một cái ngay lúc buông tay. Lần này vẫn chưa đủ để giết người, nhưng đã đủ để làm ngũ phủ hải của Trọng Huyền Thắng chấn động, làm đạo nguyên của hắn hỗn loạn, khiến hắn bị mất đi khả năng chiến đấu trong thời gian ngắn, hơn nữa còn ấn được cái đầu đáng ghét kia vùi vào trong gạch. Có thể vào giờ phút này, xuất hiện ở nơi này, một kiếm bức lui Vương Di Ngô, đương nhiên chỉ có thể là Khương Vọng. Hắn cầm trường tương tư, hạ xuống cạnh Trọng Huyền Thắng, kéo hắn lên. Ngươi thế nào? Hắn hỏi. Trọng Huyền Thắng rút đầu ra khỏi gạch vụn, thất hồn lạc phách, con người đầy mưu tính, thông minh như biến đi đâu mất. Thập tứ, hắn bỗng kêu lên, nhìn thấy Khương Vọng, mọi cảm xúc của hắn mới toàn bộ trở về, mới có thể thả ra bi thương bị kiềm nén. Thập tứ chết rồi, hắn gào lên, y giết thập tứ rồi. Đây là lần đầu tiên Khương Vọng thấy hắn thất thố như vậy. Trọng Huyền Thắng như này, làm hắn cũng không nhịn được cảm thấy khổ sở trong lòng. Vương Di Ngô phải không? Năm ngón tay lần lượt duỗi ra, rồi lại theo thứ tự nắm vào chuôi kiếm, cầm thật chặt. Khương Vọng nói, ta sẽ thử giết y, ta bảo đảm. Chương 540, thử giết người. Hắn tới phố Đông tìm Trọng Huyền Thắng, Mộng Hoa quá yên tĩnh làm hắn thấy kỳ quái. Trọng Huyền Thắng là cố ý tới đây để khoe khoang, phải càng ồn ào càng tốt chứ, sao lại yên tĩnh như thế? Đến khi tới trước cửa, hắn vẫn chưa hề nghĩ Trọng Huyền Thắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bởi vì điều này hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Trọng Huyền Thắng là đích tử cao cấp danh môn Trọng Huyền gia của nước Tề, trong khi nơi này chính là Lâm Truy. Hắn thậm chí còn tưởng Trọng Huyền Thắng đã rời đi, nhưng nghĩ dù gì mình cũng đã tới, thôi thì ngó thử Mộng Hoa đại danh đỉnh đỉnh này một cái, thuận tiện chọn mấy cái áo đẹp mắt cho Khương An An. Mặc dù tạm thời chưa gặp được nhau, nhưng quà thì vẫn có thể chuẩn bị sẵn. Quà cáp ấy mà, hắn đã mua đủ loại, cũng không ít rồi. Nhưng vừa bước vào sân của Mộng Hoa, hắn liền phát hiện tình hình nơi này khác thường, Trọng Huyền Thắng đang gặp nguy cấp. Hắn không cần suy nghĩ, lập tức xuất ra ngũ khí Phược Hổ để quấy nhiễu, ngay tiếp theo sau là một chiêu công kích toàn lực, buộc Vương Di Ngô phải lùi về. Khương Vọng không phải loại người hứa hẹn tùy tiện. Chuyện hắn đã hứa, hắn đều sẽ cố gắng hoàn thành. Hắn nói sẽ thử giết Vương Di Ngô. Vậy thì sẽ không phải chỉ là thử một lần, mà sẽ dùng hết toàn lực, đánh cược tất cả. Ngươi, giết ta. Vương Di Ngô nhíu mày hỏi, chỉ với Đằng Long Cảnh. Không phải y cố ý làm ra vẻ, mà y thật sự nghi ngờ mình nghe lầm. Y chưa bao giờ nghĩ, có lúc nào đó, một tu sĩ ở cảnh giới Đằng Long Cảnh lại có khả năng trở thành đối thủ của mình. Y là vô địch cùng cảnh, không chỉ ở một địa phương, một đất nước, thậm chí cũng không phải chỉ bây giờ, mà là từ cổ chí kim, là vô địch của tất cả thiên tài. Đệ nhất thông thiên cảnh tự cổ chí kim, tương lai của y là điều được tất cả mọi người kỳ vọng. Y cũng tin mình là đệ nhất thiên hạ Đằng Long. Y có tự tin này, dựa trên thực lực tuyệt đối của mình. Cánh cửa thiên địa là sự khác biệt của thiên và nhân, thông thiên cảnh là dò cực hạn mà người phàm có thể thăm dò, cho nên mới có sự tồn tại của Lý Trình Bia. Mở được cánh cửa thiên địa chính là tiến vào một thế giới hoàn toàn mới. Thế giới đó vô cùng rộng lớn, không có cực hạn. Ở Đằng Long Cảnh, mỗi tu sĩ đều theo đuổi viên mãn, đương nhiên ai cũng gõ khai nội phủ. Sau khi đã đạt viên mãn về mặt cơ bản, dĩ nhiên cũng có thể theo đuổi một độ cao hơn, nhưng ý nghĩa không còn lớn. Có lẽ mặc dù Đằng Long Cảnh không có cái gọi là cực hạn, nhưng Vương Di Ngô nói mình là người mạnh nhất cảnh giới này, có ai dám nghi ngờ? Ai có thể nghi ngờ? Hai nắm tay của y, đánh khắp cửu chốt đại tề, đánh khắp đồng bối trong quân, chưa bại lần nào. Cả thành Lâm Truy, từ danh môn quý tử, đến danh sư cao đồ, ngay cả hoàng tử hoàng tôn, ở trong cùng cảnh, không ai dám tranh với y. Y không phải đệ nhất, thì ai là đệ nhất? Bây giờ có một thiếu niên cũng là Đằng Long Cảnh, lại dám can đảm nói rằng muốn giết y. Đúng là hoang đường. Mộng Hoa có ba gian nhà lớn, trong quá trình chiến đấu đã bị đánh thông nhau. Trưởng quỹ Mộng Hoa rúc vào trong một xó, vẻ ước gì mình trở thành bối cảnh của gian phòng, không ai nhìn thấy mình. Trên đất, khắp nơi đều là thi thể, thủ hạ của Trọng Huyền Thắng, tiểu nhị của Mộng Hoa. Thập tứ nằm dán tường, nhìn dáng vẻ,
là sau khi bị đập vào vách tường thì không còn sức lực để tuột xuống. Trên người vẫn còn treo mấy mảnh giáp vụn, chứng tỏ thân phận của nàng. Khắp nơi đều là dấu quyền, tất cả chi tiết đều chứng thực sự mạnh mẽ của Vương Di Ngô. Khương Vọng cầm trường tương tư, bước trên mặt đất bừa bãi, kiên định đi về phía đối phương. Kinh cước quan miện, ngũ khí phược hổ, bắt pháp quyết như bay, đố hỏa cháy bừng bừng. Tay Khương Vọng đã nhanh, bước chân lại càng nhanh. Mỗi một bước chân đạp đất đều nhờ lực phản chấn, hỗ trợ vào bước tiếp theo. Những bước chân cực nhanh nối tiếp nhau như đang đánh trống. Chiến tranh bắt đầu rồi, trống trận đã minh. Đối với cường giả có khả năng khống chế bản thân cực mạnh như Vương Di Ngô, ngũ khí phực hổ mang tới hiệu quả cực kỳ nhỏ. Hơn nữa đây là lần đối kháng thứ hai, dù đã có kinh cước quan miện hỗ trợ, y cũng chỉ siết chặt nắm tay, tử thủ ngũ khí trong cơ thể, không cho chúng dao động. Đạo thuật đố hỏa hừng hực cháy, Vương Di Ngô dùng thân phản ngược, dập tắt ngúm. Đố hỏa đúng là một đạo thuật vô cùng ưu tú, nhưng dõi mắt cả thiên hạ, chỉ có người đố kỵ ta, nào có chuyện ta đố kỵ người. Đố hỏa bắt nguồn từ cảm xúc, không có cảm xúc tương ứng thì không thành lập được. Đương nhiên Vương Di Ngô chẳng bao giờ trốn tránh giao tranh chính diện với Khương Vọng, y bước dài, vung nắm tay lên, lại kích phát vô ngã sát quyền. Ta một đường đi tới, cảnh giới nào cũng là đệ nhất, ta là Đằng Long đệ nhất thiên hạ. Y nói lời này, dĩ nhiên không phải để giải thích cho Khương Vọng vì sao đố hỏa mất hiệu lực, vì sao Khương Vọng lại tốn công vô ích. Y là đang nhấn mạnh niềm tin của mình, làm suy yếu lòng tin của đối thủ, khiến đối thủ bị đố hỏa cắn trả. Y dùng vô ngã sát quyền đối địch là bởi vì vô ngã sát quyền đủ cường đại, đủ trực tiếp, chứ không có nghĩa là y không hiểu biết về đạo thuật. Khương Vọng sử dụng đạo thuật đố hỏa, lần đầu tiên bị đốt ngược lại vào mình. Nhưng đạo tâm Khương Vọng vô cùng kiên định, trước nay luôn nhìn thẳng vào sự chênh lệch, đuổi theo để cân bằng nó. Hắn chỉ thúc đẩy bản thân, chưa từng oán trời, chưa từng trách người, lại càng chưa từng có lòng đố kỵ. Đố hỏa không tạo được hiệu quả trên cơ thể hai người, lặng lẽ tiêu tán. Trong lúc ấy, Khương Vọng và Vương Di Ngô đã va chạm với nhau. Trường tương tư quét ngang, hết chém lại đâm, Vương Di Ngô đấm trái đấm phải, từng bước tranh nhau, kiếm sâu đạo nguyên, quyền mang binh sát. Hai bên giao chiến, tranh giành nhau mỗi một tấc không gian, dùng những chiêu thức trụ cột nhất để phân sinh tử. Đơn giản nhất, trực tiếp nhất, dứt khoát nhất, kịch liệt nhất. Nhất thời khắp nơi là bóng kiếm, khắp nơi đều là quyền ảnh. Khương Vọng không nói một lời, mỗi một thức, mỗi một kiếm đều là ngôn ngữ. Mỗi một kiếm đều thể hiện đạo lý của hắn, cam kết của hắn. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Ý chí mạnh mẽ đó đã bị Vương Di Ngô cảm giác được. Y liền nổi nóng, kiêu ngạo như y, không thể chịu đựng cái cảnh có kẻ cùng cảnh giới chống lại mình, dù đấy chỉ là một rằng co ngắn ngủi, cũng không được. Để mạng lại đây đi, y thu nắm đấm. Tất cả binh sát, quang diễm đều thu vào bên trong nắm đấm. Một nắm tay sạch sẽ, đơn giản, mạnh mẽ đánh ra. Cứ thế đánh ra, quyền xuất vô ngã, quyền rơi vô địch. Vô ngã là bởi vì ta tức là quyền, vô địch là bởi vì quyền ra địch chết. Trường tương tư reo vang một tiếng, quét ngang qua mắt, tiêu sái như mây bay, kéo một cái lướt qua. Danh sĩ lạo đảo chi kiếm. Trong thiên địa, như chỉ còn một đường kéo này, một quyền ảnh này. Giao vào nhau, Vương Di Ngô lùi ra sau một bước, còn Khương Vọng trực tiếp bay ngược. Một kích này là Khương Vọng bị thua thiệt, nhưng chênh lệch lại không hề lớn như nhìn thấy. Vương Di Ngô dĩ nhiên biết điều ấy, nên y đạp chân sau một cái, toàn thân như phát đạn bắn tới. Khương Vọng vẫn còn trên không trung, vẫn còn đang bay ngược. Kiếm thuật của hắn đáng để kiêu ngạo, nhưng quyền thuật của Vương Di Ngô lại đang ở trong giai đoạn tuyệt đỉnh. Trong giao phong ngắn ngủi, hắn đã đoán ra không thể dùng kiếm thuật giết được đối thủ, nên thừa dịp này kéo giãn khoảng cách. Vừa lùi vừa tiến, thoạt nhìn cả hai phe đều thể hiện được lòng tin mạnh mẽ. Sự kiêu ngạo của Vương Di Ngô cố nhiên không đổi, sự tự tin của Khương Vọng cũng không hề giảm xuống. Bản chất của chiến đấu rất đơn giản, một thắng một thua, không sống thì chết. Lúc quyền của Vương Di Ngô gần tới đích, đạo quyết cũng đã hoàn thành. Tiếng chuông, tiếng địch, tiếng trống, tiếng tỳ bà, tiếng đàn sắt, tiếng sinh, tiếng khèn. Tám loại âm thanh diệu kỳ cùng tấu vang, tạo thành bản tấu vĩ đại. Diễm tước ríu rít ùn ùn bay ra. Khác với trước đây, lúc này có gần một nửa số diễm tước ngậm một đóa hoa trong miệng. Diễm chi hoa,
Bát Âm Diễm Tước, Diễm Tước Hàm Hoa. Các bạn vừa nghe xong tập 54 của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.